bà đi ngủ trước đi, tôi mệt, tôi nằm ngoài này chút. Thôi, không có ông, tôi chả ngủ được ý. Bình thường á, tôi muốn ngủ ông cứ phải ôm ôm tôi một tí cơ. Cô ở đâu? Cô ở đâu mà cô vô cô sàm sỡ tôi vậy? Mất gì chưa? Ô, anh ơi, trần đời ai oán thì có con gái là bị sàm sỡ và bị mất. Đàn ông con trai có cái gì mà sàm sỡ mà mất? Nhưng tôi là người đàn ông đàng hoàng. Tôi là thanh niên nghiêm túc mà. Ô, tôi cũng là người phụ nữ đàng hoàng. Tôi là học sinh gương mẫu. Cô gương mẫu tại sao cô vô nhà tôi? Anh quên rồi sao? Hôm trước anh đi với bạn bè anh uống say. Lúc đấy anh bảo anh cần một vòng tay nên anh đưa cho tôi chiếc chìa khóa. Anh bảo bất kỳ lúc nào tôi muốn tôi đều có thể đến đây để say 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 cùng anh đêm nay mà anh quên à? Xin lỗi cô. Trong gia đình này tôi là người đàn ông đàng hoàng nhất. Tất cả những người đàn ông đều nói như thế cho đến khi có một người như tôi xuất hiện. Không phải tự dưng tôi đến đây nhá. Không phải là thèm hơi anh mà đến đây. Tôi đến để hỏi anh một điều đấy. Cô muốn hỏi điều gì? Đêm hôm trước, lúc mà anh say ấy, anh chạm tay tôi. Sao anh bảo là em có thể đưa anh về được không? Thế tôi cũng đưa anh về. Thế nào mà tôi đưa anh về xong, hôm sau tôi đến gặp bác sĩ. Bác sĩ lại bảo là con đã có bầu. Bác sĩ nào giỏi như vậy? Chỉ đêm trước đêm sau là khám ra có bầu. Bác sĩ vừa là bác sĩ vừa là thầy bói. Một tuần sau tôi lại đến gặp bác sĩ. Bác sĩ bảo bây giờ có bầu thật. Còn nếu như anh không tin, tôi có bằng chứng. Không tin à? Thậm chí còn là bầu con trai kia. Nhìn đi. Nhìn đưa kiểu đó sao nhìn? Đưa qua bên này mới nhìn chứ. Nhìn đi. Đây chính là bụng của tôi. Xin lỗi, cô tên gì? Đồ bôi bạc. Anh ăn nằm với người ta xong anh gieo rắc vào người ta như hạt mầm nhỏ bé rồi không biết tên người ta. Anh tên gì? Cô đã nói rồi, lúc đó tôi say xỉn tôi không biết. Bây giờ tôi muốn hỏi cô tên gì? Nói say xỉn là xong tất cả à? Có thể. Ôi chu choa, tôi lại tưởng đâu anh là cầu thủ bóng đá chứ. Đó chính là con của anh. Tôi đã đi xét nghiệm rồi. Xin lỗi cô. Nếu tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi và cô chưa quen nhau, chưa yêu nhau. Trách nhiệm đó tự nhiên bây giờ cô đổ ra tôi. Một ngày một bữa tôi nhận liền được à? Không phải đứa con nào cũng là sản phẩm của tình yêu đâu anh. Anh nhìn lại tấm hình đi, giống anh như đúc. Nếu cô nói cái sản phẩm này không đến từ tình yêu thì xin lỗi cô, tôi cũng có quyền từ chối nó vậy. Còn cái chuyện nó có giống tôi hay không á, ở trong này tôi thấy toàn là muối vừng thôi. Anh ơi, đến bây giờ trong người anh có bao nhiêu cái xương sườn tôi còn biết nữa là học sinh vật. Cô làm gì vậy? Anh xương sườn. Ôi, ai đây hả anh? Anh. Anh ai đấy? Chị là ai đây? Tôi là vợ của anh Linh. Vợ của anh Linh? Ừ. Em cũng là vợ của anh Linh. Cái gì? Anh ơi. Mình à. Cái gì đây? Cái gì mà nhập nhằng này? Mình à, đừng nghe lời cô ta. Bởi vì thật sự ra bây giờ anh cũng chưa biết thật hư ra sao. Cô buông ra đi. Thì em có làm gì đâu. Không, tôi đàng hoàng, tôi trinh trắng mà kỳ cục. Anh ơi, bây giờ anh nói cái sự thật cho em đi. Em không hiểu sao mà bây giờ tự nhiên có một cô gái chân dài tới nách vào đây không mặc gì, phong phanh từ trên xuống dưới, xong rồi bảo là vợ anh. Khỏi cần diễn tả, tôi đang nấu ông nóng này nè. Bây giờ đó, bà đã từng có bầu có thai rồi. Em nghiên cứu cái này giùm anh đi. Anh rối quá. Em hỏi chị một điều. Đêm hôm thanh vắng, nếu không phải anh Linh dắt em vào nhà
thì làm sao em vào được nhà của chị? Đúng không? Thằng gì diễn sâu quá vậy? Anh ơi! Bây giờ dắt nhau vào đây, bây giờ chữa đẻ ra con này thế này hả? Đẻ đâu mà đẻ? Thế có bầu rồi thế này. Cái này là đi khám ở đâu đâu có biết đâu. Đi khám chứ mà... Ngồi đây. Cái này vô bệnh viện xin được mà. Nhìn đi, tôi còn định đặt tên nó là Hoài luôn đây này. Anh nhìn đi. Cái chuyện đặt Hoài luôn á, Hoài gì đó kệ cô. Cái đó là cái chuyện của cô, không có liên quan tới tôi, bởi vì tôi tên Dũng. Không có liên quan tới chuyện luôn hay không luôn. Này anh Dũng Linh gì thì Dũng Linh, tôi hỏi anh, hôm anh ngủ với tôi anh bảo rằng chỉ có tôi là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh. Anh không có vợ con gì cả, hôm nay tôi đến để đánh ghen đấy. Tôi đến ghen kìa. Tôi tránh ra, để tôi xem cái nào, phải có bầu thật không? Chị sờ đi. Đưa cái bụng ra xem. Bầu con trai. Ôi trời ơi, chị làm gì mà có con trai? Đúng không? Làm sao tôi biết bí mật đấy? Trời ơi. Mặt của chị nhìn lại biết trứng lên rồi. Trời ơi anh ơi, anh còn gai thật là biết là em không có khả năng đẻ con trai cho anh nữa cơ à. Mà điên à? Bây giờ tôi đi khai chi? Bây giờ làm sao mà nó biết hết thế này? Đúng, làm sao biết, làm sao biết? Làm sao có chìa khóa vào nhà? Bây giờ cả cái xóm này ai không biết nhà mình không có con trai? Nhỉ? Bà có đẻ được đâu mà bà la sùm à? Sao bà nhá cho người xem lưng? Bây giờ cô đừng có vô đây khuấy động cái cuộc sống yên lặng trong cái gia đình này. Ai xúi cô? Hả? Tôi không làm. Không làm à? Bây giờ xong xuôi hết rồi nói là không làm mà. Gia đình mình lúc nào mình rối đầu là mình về gia đình mình là nó thoải mái trong đầu hả? Anh xem như thế nào đi. Trời ơi, gia đình xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông và hai người phụ nữ. Sao mẹ khóc dữ vậy? Có ba chuyện rồi. Con bỏ mẹ đi lấy con khác rồi con ơi. Con nào? Ba sao vậy? Bà đang rối não nè. Ba ai vậy? Tự nhiên có cái cô này nè. Cô vô cô nói là ba ăn nằm với cổ bây giờ có thai rồi. Đấy, con thấy chưa? Khoan, cứu mẹ. Con gái anh phải không? Em bao nhiêu tuổi? 20. Ok, hơn chị một tuổi. Ba, con còn lớn hơn nữa mà. Thôi bây giờ vậy, tôi ở đợi trong nhà cho tôi nói lại vài tiếng được không? Bây giờ tình hình bây giờ gia đình con đã tan vỡ rồi. Bây giờ ở với ba cũng được, ở với mẹ cũng xong. Thôi về ở với dì đi, sắp có em đó con. Mày phá hả? Bây giờ tôi nói cho cô nghe, gia đình tôi đang im ấm. Tôi không biết cô là ai, tôi không biết cô có ý gì. Được, bây giờ nếu cô nói cái thai đó là của tôi, Nam Nhi Đại Trượng Phu, tôi làm tôi chịu. Bây giờ cô có đồng ý lên bác sĩ để khám, và tôi sẽ đi thử máu để thử cái thai đó không? Nhưng nếu như bây giờ chúng ta cùng nhau lên mà đấy đúng là thai của anh, tôi yêu cầu anh phải bỏ hết vợ con nhà này đi để đi theo tôi. Anh có chịu không? Ba, ba ơi, ba thương con nhất mà. Ba thương con như mẹ nhất mà. Sao ba mẹ không có nghĩ mà cái cảnh ba con bỏ mẹ đi để con con thôi. Sao? Chuyện gì mà ồn ào vậy mấy con hắn? Hả? Mẹ nói. Ba, giờ ba có người ghét rồi, ba không có thương con nữa. Ba ơi, con trai bác với cháu bây giờ có bầu rồi, tên là Hoài luôn bác ạ. Bây giờ bác bảo cháu phải làm sao, cháu cũng khổ lắm bác ơi. Có con trai? Vâng, có con trai. Thì con trai của bác? Đúng, cháu nội, cháu nội. Trời ơi, vui quá là vui. Không có được, không có được đâu, bà nói không có được đâu. Cái gì vậy? Bà nội không có được mà. Sao không được? Con là con duy nhất của ba thôi. Em ơi bình tĩnh đừng khóc em. Em xe cái đấy không giải quyết thì nó nằm trong bụng chị em ơi. Vậy chị bỏ nó đi. Mày em ơi bà sao ơi. Sao nó có lỗi kỳ cục như vậy? Ba là... Được rồi, tỉnh tỉnh. Con gái qua đây nè con gái. Con ngồi xuống. Con ngồi xuống đây. Dạ mời má. Mẹ. Ôi mẹ của con, mẹ ơi, mẹ chồng yêu quý của con ơi. Chồng con là một con khô hố mà bây giờ nó cũng bỏ con.
Mẹ ơi, nó bỏ con hồi nào hả? Nó bỏ con nó đi với người đàn bà khác đẹp hơn con. Ngày xưa nó bảo với con là nó chỉ yêu một mình con. Bây giờ nó lại rước một con khác về đây. Chân dài hơn con, da trắng hơn con, tướng nuột hơn con. Con không chịu được. Không có nói nữa. Sao? Chuyện nó có thật hay không? Dạ thưa má, con kêu má mà cái miệng con nó ngượng ngượng sao á. Tại sao ngượng? Tại con cảm thấy mắc cỡ trước má. Con là con của má mà con làm xấu hổ gia đình. Cô này á, cô nói con là trong lúc say xỉn. Ma, lúc say xỉn mình đâu có tự chủ được đâu. Chứ thật sự là con không có tình ý gì với cô này hết. Thế bây giờ con đã gần cổ, con đã tạo ra một cái bào thai, mà cái bào thai đó là nam. Con biết mà, mẹ từ lâu, từ lúc mà bố con mất, mẹ rất là cô đơn. Mẹ chỉ muốn trong nhà có một đứa cháu trai để là nối dõi sau này. Thì bây giờ có cái này rồi, rất là tốt. Người ta nói trai năm thầy bảy thiếp chuyện bình thường, hiểu chưa? Má, cái gì? Sao má lại nói như vậy? Má nói sao? Má nói vậy là sai à? Bà ơi, lấy lại công bằng cho con với ạ. Ừ. Sao bà già rồi mà tay bà đô thế? Bà ơi, cháu không cần biết là bây giờ là say xỉn hay như thế nào đấy, nhưng đã gieo vào người cháu rồi thì là con của ảnh đúng không bà? Đúng như thế. Mà bà lại có cháu nội để ôm nữa. Bà, đúng. Bà hãy đuổi chị này ra khỏi nhà đi bà. Không được. Đừng. Chị là mà chị nó đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Chị là mẹ sắp tới của em ấy. Từ từ. Mẹ mình từ, từ. Đấy cho bà. À. Sao? Bây giờ con, con là chồng, con quyết định sao? Mẹ thì mẹ muốn có cháu trai. Con không thương mẹ hay sao? Mẹ già rồi. Con thương mẹ. Con sống được bao lâu nữa? Con thương mẹ nhưng chịu trong chuyện này nó hoàn toàn vô lý mẹ à. Làm sao mà vô lý được? Mẹ chồng của con ơi. Con sao? Con tủi thân lắm mẹ ơi. Lâu nay ở trong nhà sống nhìn vậy thôi chứ con biết mẹ đâu có ưa con đâu. Đi ra đi vào mẹ mặt mẹ cứ chầm dầm như cái mâm vậy đấy. Mẹ không có thích con. Sao chị biết? Thôi đừng có hỏi nhá, này chuyện riêng tư của nhà tôi nhá. Thế à? Mẹ không có thích con tại vì con chỉ sanh mỗi một đứa con gái. Trả tiền, trả tiền. Chuyện gì anh? 5 triệu đâu? 5 triệu gì anh? Từ từ anh. Gia đình tập trung ăn Tết hả? Gia đình đang có chuyện, tôi thiếu thốn anh gì vậy? 5 triệu. Giờ đang rối đầu quá, 5 triệu tiền gì? 5 triệu thì để tao còn đưa cho con nhỏ này 3 triệu đó mày. Nhanh đi. Để từ tôi chuyển khoản cho từ từ. 5 triệu đi. Biết rồi, biết 5 triệu. Bây giờ mày có đưa không? Mày cái gì vậy? Tiền đó là tiền gì? Tiền cái không hiểu không? Tiền đứa tôi không hiểu lắm, hỏi làm gì? Ê về mày, xong chưa? Về. Trời. Tiền 5 triệu đâu? Mày có đưa không mày? Phải, bà chủ đưa cho tôi mới đưa cho anh được. Tại bà chủ, bà mướn tôi làm tao cái gì? Tao còn biết bà chủ vậy? Tự nhiên có bà vợ nào mà đi đưa tiền mướn cái gái gì cho chồng mày khùng hả mày? Ai biết bà xuống tôi vậy? Sao lại để lộ hết thế này? Trời ơi! Thì bà chủ kêu tôi là mướn. Khoan đã! Chuyện này là sao? Dạ. Thì nói cho rõ ràng, không thì chết với tôi. Đầu đuôi có chuyện là sao? Không lại. Hả? Tôi ai kìa cha tôi chứ? Khổn lắm. Chứ tao bao nhiêu tuổi không? Bây giờ tôi vô đây tôi lấy tiền mà tôi bị quánh nữa hả? Muốn quánh không? Trời ơi, cái mặt cái góp vậy. Sao? Nói cho tôi nghe, chuyện gì xảy ra trong cái nhà này? Hả? Dạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Những cái việc này con bày ra là chỉ vì con thử lòng chồng con xem mà chồng con dành cái tình cảm cho con như thế nào. Mẹ bỏ qua cho con đi. Ta mà tát mày chết đi chứ. Chị ơi, em xin lỗi chị, lúc đầu em nhận tiền của chị chỉ là định đến nhà làm quá len thôi. Cuối cùng em làm việc có tâm quá, em lại có bầu thật chị ạ. Thế nào có tâm nhở? Ôi đừng lo, em đùa thôi, không có bầu đâu chị ạ. Cái gì? Ta xin lỗi bác nhá. Không có bầu à? Không có bầu. Không có bầu.
Trời ơi, không lẽ tao tát này. Ôi, bà này bà muốn là con bầu thật. Con trai thật. Nghĩ sao, con nhỏ này không bao giờ có bầu được. Tại sao? Có được bà ơi. Chào, làm sao được. Anh làm được mà. Không được. Được. Thôi đi về. Okay, để gia đình người ta giải quyết đi. Thôi đi về. Anh à, bà ơi. Ơi. Bây giờ con biết lỗi của con quá rồi. Thế bây giờ mà con xin phép mẹ cho con cùng con gái con chuộc lỗi bằng cách đi ra khỏi nhà này luôn được không ạ? Không được. Người có lỗi không phải là con mà là mẹ. Mẹ nói mẹ ta quá cổ hủ, ham con trai chi để cho con phải có những cái ý nghĩ mướn người này người nọ về. Mẹ xin lỗi con nha. Bây giờ mẹ hiểu rồi, con trai con gái gì cũng là con là cháu mình hết nha. Bà chủ, tha lỗi cho bà mẹ chủ đi qua ba. Nói chuyện với ông chủ kìa. Bà đừng giận mẹ nữa bà. Bà xin lỗi chồng con đi. Ông xã ơi, ông xã tụi em em xin lỗi ông xã. Sống với nhau hơn 20 năm rồi, tới giờ này cô vẫn chưa hiểu tôi à? Dạ hiểu thì em có hiểu, nhưng mà tin thì em chưa. Được, hôm nay em đã tin rồi chứ gì. Dạ em tin rồi. Dù anh ở đâu em vẫn cứ tin anh chứ gì. Anh đi. Ba đừng đi ba ơi. Ba đừng đi. Anh đi đâu đấy? Anh ơi con à. Anh ơi anh đi đâu đấy? Anh đi đâu? Đừng có như vậy mà con. Lỗi là lỗi của mẹ, con đừng có giận. Không, con đi. Con đi đâu? Con đi đâu chứ, cả nhà đi. Đừng có đi đâu. Vô lấy chìa khóa xe, xong rồi chở gia đình mình đi ăn. Con khỏe quá rồi. Cái gì đó? Trời đất ơi, cái gì vậy? Từ từ giải quyết. Giải cho từ từ. Trời ơi, cái gì mà nói ra có vậy? Tài đất ơi. Rồi là cái tình huống buổi sáng, quý vị cũng thấy là cái tình huống này thì nó thiên về gia đình, sự chung thủy và niềm tin dành cho nhau. Và đặc biệt trong cái tình huống này thì Hương Giang cũng là một cô gái rất là thông minh và lãnh lợi, xử lý rất là nhẹ nhàng, tinh tế, những câu nói đầy hài hước. Bên cạnh đó thì có một nhân vật xuất hiện thì làm khán giả ê chề và hụt hẫng, đó là nghệ sĩ Chí Tài đóng vai bà mẹ. Không có người phụ nữ nào xấu tệ hại như vậy hết. Có một bà nội như thế này thì không dám lại gần để nói chuyện. Người đàn bà có râu. Người biết đọc. Người biết đọc hả? Và bây giờ là tôi không buổi trưa. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Xin cảm ơn Vũ Đoàn Việt Hải. Cảm ơn các bạn. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay nữa cho nữ ca sĩ Phi Nhung. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi chị Phi Nhung là cảm giác của chị khi đến với chương trình Hội Quán Chú Lâm. Lo sợ. Lo sợ cái gì? Không biết là chị yên tâm đi, anh Hoài Linh là một người rất thân thiết với chị. Ủa, chị mà anh càng thân thiết thì anh càng bụp. Anh Hoài Linh là chủ nhà và vợ chủ nhà là nghệ sĩ Thúy Nga. Xem chủ nhà sẽ là những người đáp trả cái tình huống mà chị đưa ra như thế nào thôi. Mà chị cũng biết cái tính anh Linh rồi, anh cũng đáp dữ lắm. Trời ơi, đừng có vô đầu. Rồi bây giờ không nói nữa, chúng ta cùng đến với tình huống của chị Phi Nhung. Hey, tình hình như thế nào thì không biết, nhưng tôi biết chắc là nhìn cái xe này là tôi móc bọc rồi đó. Anh Tư. Ủa à, sao Nhung phải không? Đúng rồi. Sao cô biết tôi ở đây mà tìm? Sao không biết, đi ngang qua thấy anh đứng ở ngoài đó, đứng với cái xe rác này nè. Cái ủa, anh bán ve chai hả? À, tôi bán mua gì cũng có hết. Mời cô ngồi, ngồi uống nước. Anh Tư khỏe không anh Tư? Cũng khỏe cô. Ủa cô mới dưới quê lên hả? Em lên trên Sài Gòn ở lâu rồi. Ủa vậy hả? Em cũng quên. Nhưng mà có một điều là không hiểu tại sao em cứ nhớ anh hoài nên em phải tìm.
Sài Gòn này thiếu gì người đẹp. Sao cô không tìm ai đẹp hơn tôi? Cứ lựa cái đẹp vừa vừa vậy hoài. Em cũng không biết tại sao nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa trước khi tôi đi học, cô còn hát cải lương cô tặng tôi mà. Đúng rồi, ở đó em hát cải lương. Em hát Lan và Địa cho anh hát lại cho em nghe nữa mà. Anh đừng... Giờ còn hát được không? Tại lâu lắm rồi em không biết là em còn nhớ không nữa. Nhưng mà em hát, nếu em quên thì anh hát cho em được không? Có gì tôi nhắc cô. Tôi nhắc cô hát được. Thấy chưa, anh vẫn dễ thương như ngày nào, làm sao mà em lấy chồng được. Trời ơi, tôi cứ nói vậy hoài. Tôi cứ nói vậy hoài, đâm ra tôi mắc nợ cô á cô. Mình không duyên nợ thì đừng chờ Nhung ơi. Bây giờ anh đứng đó hay là anh ngồi đây em hát? Ra đây hát ngay. Để em nhớ lại xong lúc đó mình làm gì ta, rồi mình mới hát Lan và Điệp. Tôi diễn y chang lại cho cô giống cái lúc mà tôi chuẩn bị đi học vậy á. Sao Nhung, ngày mai á tôi đi học rồi, ở nhà vui vẻ nha. Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ, xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió mong. Xin đừng quên người yêu bé Nhung thà. Dạ. Xin anh đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà. Chốn đô thành á. Chốn đô thành đầy xa hoa cám dỗ. Điệp đừng để lòng mình xa ngã bê tha. Dạ đúng rồi. Điệp đừng để lòng ta ngã bê tha. Đây chút tiền mọn. Đây có chút tiền mọn, xin anh dành dư. Từ lâu anh em dành dụm. Dạ. Đây chút tiền mọn từ lâu em dành dụm. Trao anh làm lộ phí. Trao cho anh để làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây. Mai mốt đây khi dâm phận rỡ ràng. Xin chớ phụ phàng người yêu duyên cũ. Em nói già rồi, em hát cũng không có còn hay nữa. Thế tôi chứ. Dạ anh hát đi à. Tính em... hát mà hát không được. Hát đi anh, em theo dõi. Vì cô đâu có đưa tiền thiệt đâu. Đưa tiền thiệt mới hát được. Cái gì vậy? Cái nghề của tôi vậy á, đưa tiền tôi mới hát không thôi à. Anh tối ngày chọc em hoài à. Thật rồi, sự ra thấy em theo dõi cô khỏe vậy á, tôi cũng mừng. Đúng rồi. Nói thấp thấp xuống, nói thấp thấp xuống. Phèn ơi, trời ơi. Đây là cô Sáu Nhung, bạn của anh ngày xưa ở quê. Trời ơi mẹ ơi, chị đẹp quá, chị xoay lại vòng em coi coi. Trời ơi sao chị đẹp quá trời quá đất vậy chị. Bỏ đồ lên đi. Bởi người coi, nhìn thấy người ta đẹp rồi bà tự coi lại mình. Nhìn bà thấy ghê hả? Mời chị ngồi chơi chị. Ngồi đi. Mời ngồi chơi đi. Cái tính bà rộn rãng vậy dạ. Chứ không phải bà khùng đâu. Bà điên thôi chứ bà không có khùng. Dạ xin giới thiệu chị, em vợ ảnh. Dạ em chào chị Tư. Dạ em chào dạ. Dạ, em chào chị dạ. Trời ơi dạ. Tay thơm quá. Xin nói chuyện đàng dạ. Hoàng đi. Dạ dạ em chào chị. Cái tính bà vậy á chứ bà bình thường. Dạ à, chị biết không, em là vợ ảnh dạ. Nói chung em cái gì em cũng được hết. Nhanh nhẹn nè, thông minh, lanh lợi, cái gì em cũng có hết. Mà cái sắc đẹp không có thôi. Chị đừng có nói vậy. Phụ nữ mình á, ai cũng đẹp hết á. Là ăn thua là mình phải biết làm đẹp hay không thôi. Hồi đó tôi cũng có mua mấy cây son về cho bà rồi. Bà đánh hai bữa hết hà. Môi giống miếng thịt bò, đánh vô hai lần, cây son gãy hết. Không có đâu anh Tư, anh hay giỡn nha. Hồi nhỏ tới lớn giờ là tụi tôi ở chung với nhau, tụi tôi biết. Hả cái gì? Ở chung với nhau nữa hả? Ủa cô ở chung đó hả? Thì ở chung với nhau, dạ. Ủa, ở chung là ở chung sao? Dạ, ở chung... Ở chung xóm? Dạ, chung xóm với nhau á chị. À, chung xóm hả? Vậy chung xóm không sao? Cứ ngồi chơi đi không sao đâu, bà không có cắn đâu mà sợ. Ủa, sao hôm nay tự nhiên là chỉ lên đây có chuyện gì với gia đình mình mà sao chỉ lên chỉ đẹp quá trời vậy anh? Dạ cũng không có nói dối gì chị, thì nói chung thì từ nhỏ tới lớn giờ em với lại anh Tư này là bạn thân với nhau, thì nói chung là cũng là mối tình đầu của em. Hả? Dạ. Cái gì nữa? Tới giờ tôi cũng ở như vậy, tôi đợi ảnh đó. Trời ơi. Trời cái gì vậy? Nhung, không có gì đâu. Trời ơi.
cái gì vậy? Sao bà qua đây đi. À, nói chung là cái chuyện đó là quá khứ rồi. Bây giờ là tôi có vợ với là hai đứa con. Dạ dạ em biết. Rồi mấy đứa con tôi dễ thương lắm. Dạ em đứa nào cũng học giỏi hết trơn á. Dạ học vợ giỏi. Vợ chồng tôi làm cực khổ vậy nhưng mà được cái con cái tôi nó chăm học. Là hai đứa nhỏ đâu hả anh chị? Đi học ơi. Đi học tụi rồi. Tụi tôi móc bọc vậy chứ đứa học bác sĩ, đứa học luật sư luôn đó. Giỏi vậy đó. Hai đứa nó học giỏi lắm. Hai con anh chị hay là ai vậy? Hả? Thoải mái quá. Gà, gà phải rác. Thoải mái không nè, thoải mái quá. Anh hai, cố lên. Vô. Lên luôn. Lên luôn anh hai. Thôi. Thôi được rồi. Dạ chào ba, chào má. Trời ơi, chị thấy không? Chị thấy con em không? Tụi em con móc, đó. Móc bao ni lông vậy chứ con tụi em thấy đẹp không? Rần 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 rần, rần luôn vậy đó. Ai ba? Ai ba? À, đây là cô Sáu Nhung, bạn của ba. Dạ chào cô Súng Dao. À, sao Sáu Nhung? Cô Sáu Nhung ăn mặc đâu có thua gì những đứa mà trẻ chơi trên thành phố đâu anh. Dạ chị nghĩ đi. Hy sinh đời cha mẹ cũng cố đời con chứ tụi em móc bọc cả đời rồi. Trời ơi ta đã mặc như con ma vậy á. Nói đời con mình phải đầu tư nó như hết bo hết gơ chứ, đúng không? Nói gì thì nói, tụi nó đi học mà. Cũng phải cho nó nở mày nở mặt với bạn bè nó. Miễn sao nó ngoan là được. Tụi con tôi ngoan lắm. Dạ con kêu ba má con bận giống vậy đi. Ba má nói thôi lớn tuổi rồi mặc kỹ lắm. Đúng rồi. Dạ. Mà con kêu ba má con mặc vậy là con có mua đồ cho ba má mặc không? Dạ. Tại ba má không tiết kiệm. Vậy là con hỏi tụi con ở trên Sài Gòn tụi con học trường ở đâu? Y dạ tụi con này học y nè, này học luật. Học trường y mà trường nào con? Học được trường luật là trường nào con? À dạ con học Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. À đúng rồi. Con học trường luật ở trường nào? Con học trường luật trường luật Hồ Chí Minh. Trường luật đó là cái trường đại học luật mà tên lệ ta gọi là trường đại học luật lệ. Tụi con học giỏi lắm. Mà cái trường học luật đó nó nằm ở đường nào ta? Trường lực đó là nó nằm ngay cô hỏi dồn dập sao nó nhớ được á. Từ từ giờ học nhiều quá bây giờ lực ra con, nhiều quá lực giao con, thông lực gì ra nhiều con, quá con đừng nhớ nữa để con tập trung việc học đi để mẹ thương à, sẵn đây về gặp ba má xin tiền đóng tiền học ba má cho con xin mỗi đứa thêm một triệu nữa hả con? Dạ. Ủa con trời mới ơi. Tuần rồi đó là ba đưa tiền con đóng rồi mà sao bây giờ mỗi đứa 1 triệu nữa dữ vậy? Thôi đưa cho nó đi ông ơi thì mình móc bọc 3 tháng mới được 1 triệu đưa nó đi bữa giờ được không phải vậy chứ con đóng cái môn kia bây giờ con đóng thêm một cái môn nữa là mổ nội tạng à bây giờ nó học tới cái mổ nội tạng rồi à, nó mổ nội tạng hả? Lấy tiền đi lấy tiền con cho cô hỏi nè con mổ nội tạng là làm sao rồi con? Giống như là con phải học thêm để mai mốt con mổ không có làm chết người á cô mổ đúng lấy đúng chỗ. Tụi nó siêng năng học lắm. Ủa nhưng mà bữa nay thứ mấy ta? Dạ bữa nay hình như thứ 7. Dạ. À cái lớp MTV nó có mở cửa không con? Trời có chứ, trời ơi, cái đó là mở coi như ngày nào mở vui lắm. Cái đó là con... cái gì? Cái trường hả? Cái gì? Cái trường gì con? Dạ cái club. À cái à, vậy tại vì mỗi lần tụi con đi học cái chạy ngang cái chỗ đó cái tụi con biết, tụi con nhìn lịch tụi con biết. À nó nhìn ngang nó biết. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó sáng dạ chứ. Hình như là cô nhớ không lầm là hình như là club tối nay thứ 7 hình như nó free rượu đó con. Ờ trời ơi thì nó phi chứ. Ờ tụi bạn con nó hay nói vậy. Dạ. Nhưng một chai nó bao nhiêu mà nó phi uổng vậy? Ai biết đâu giờ mấy triệu bạn mà giờ toàn rượu phi cái dạ không phải đâu. Anh hai con là một người học sinh rất là gương mẫu cô. Có nghĩa là bạn bè anh hai ăn chơi dữ lắm. Nhưng mà kể cho anh hai rượu anh hai nhưng mà anh hai không có đi. Anh hai chỉ biết như vậy không. Để chị thôi. Bây giờ là con học hết cái khóa luật pháp rồi giờ con đang tân tiến để đăng ký để học cái khóa luật rừng nè. Không biết sao. Bây giờ tôi hỏi anh chị có tin tôi không? Ủa nhưng mà tin là tin chuyện gì? Tin có nghĩa là con anh chị nó không có học hành gì hết trơn á. Tôi theo dõi từ đầu tới cuối rồi, mấy năm nay rồi. Không, cái chuyện này là tôi hoàn toàn không bao giờ tin. Tôi biết mà, trời ơi nó lo ăn học dữ lắm. Tôi đi hát tôi cũng gặp chứ không phải là không. Nhưng mà tôi thấy hai em rất là nhiều. Uống nhậu nhẹt say sưa là không, nhiều. Cô sao? Ê, tôi nói cô nghe bài thôi. Bây mà. Giờ cô có ghét gia đình tôi hay là thương gia đình tôi chịu. Nhưng đặc biệt cô không được gán ghép con tôi như vậy. Bởi vì con tôi nó siêng năng học hành. Nhiều khi người giống người. Bây giờ đứa nào nó ăn bận không giống nhau. Cô đừng nói vậy. Ngày nào tôi cũng chăm sóc nó, tôi quan tâm nó. Tôi đi móc bạc
bọc vậy chứ lúc nào tôi cũng hỏi thăm tụi nó sống làm sao, ăn làm sao, học làm sao. Ai thăm tụi tao không? Sắp xuất hiện rồi. Ghê lắm. Làm gì có cái chuyện mà nó đi chơi. Dạ. Thôi anh quá mà tôi phải điên rình đi mò như vậy. Bây giờ anh không tin anh hỏi đi. Đó anh hỏi hai người này đi. Ai vậy? Nhân viên. Nhân viên vệ sinh. Nhân viên vệ sinh công cộng hả? Dữ dữ dữ. Tự nhiên trong chạy xe lại lộn mèo tôi lưa vậy. Ai vậy ai vậy? Wow. Sao không? Đây hai cái người này là hai cái người chứng kiến từ đầu tới cuối hai đứa con của anh. Tôi bỏ tiền ra tôi cho hai người này theo dõi anh đó anh Tư. Là tôi tình cảm của tôi đối với anh Tư như cỡ nào. Tôi chỉ cần anh nghe tôi, cho tôi một cơ hội tôi giúp đỡ, tôi âm thầm để cho tôi có một cái niềm vui thôi anh Tư à. Không có đâu, bao nhiêu cái gì vậy, cái gì vậy? Khi muốn nói vậy làm cho gia đình mình không có được. Để ủa chị vậy vậy dễ chị làm sao? Để chị vô đây là chị nói chị thương yêu chồng tôi rồi á, chị giả bộ chị nói con tôi ư rồi đấy, rồi chị đến chồng tôi. Cô sao? Cô nói cái gì á? Tôi cảm ơn cô cái đó. Nhưng cô nói về con tôi á là tôi không có đồng ý. Bởi vì tôi biết nó siêng năng học hành. Bây giờ bằng chứng đâu? Tôi biết cái tánh của anh. Nếu tôi tới đây mà nói không có bằng chứng thì anh không tin. Thì đây, đây là bằng chứng đây. Đây là bằng chứng đây. Không, cô không có đem hai người, người đeo kính, người khùng khùng, điên điên lăn lộn rồi có kêu bằng chứng. Điên bằng chứng, bằng chứng anh nói đâu là cuối cùng. Đưa hình đi, đưa hình đi. Ông này tên Bằng, ông kia tên Chứng, kêu bằng chứng hả? Im. Đây. Thấy chưa? Đó anh coi đi. Anh, dạ. Hai đứa này tới trường học là chỗ nào ông nhìn kỹ đi. Có trường học nào mà đèn chói sáng vậy không? Nó vô vũ trường nó nhảy nhót, nó uống rượu, nó cặp kè, rồi nó hút thuốc, rồi xong nó dắt đi khách sạn, rồi nó đập đá nữa, nó đủ thứ hết á. Đập đá trời ơi lại. Đây. Ủa sao cái đèn nó mờ, sao cái người cũng giống vô của nó vậy? Đây, mở ra cho con thấy cái mặt đó. Ba không có đâu, cái này người ta làm Photoshop bây giờ hiện đại lắm, người ta chỉnh hình được. Bây giờ người ta cắt cái mặt con bỏ vô được. Tôi không rảnh đâu mà bỏ tiền ra làm Photoshop. Nè, nè, đây đây, chú nhìn đi, nè, có đứa nào lên trường học, có đứa nào học bác sĩ mà cái quần nó rách vậy không? Có nào học luật mà mặc đồ như giang hồ vậy không? Nè, có thể cái gia đình tan nát hết rồi. Tan nát hết rồi. Đi đâu vô đây, cái gì nói bậy bạ vậy? Đó con, một đứa con đi học mà con ăn nói chuyện với chú của con như vậy. Con đá đít, con đá đồ như vậy. Ba, rồi thật ra thì cô nói cũng đúng. Tại con vô trường thì hai đứa con nghe tụi bạn nó dạy nghe cái câu thơ chí lý quá. Học không chơi, đánh rơi tuổi trẻ mà. Cũng mừng liền. Chơi còn học mất cả tương lai. Có câu sao nữa hả? Tại mày không biết thôi, câu sao là giờ mày mất rồi. Ai biết, mới nghe đọc câu đầu cắm đầu chạy đi chơi rồi. Trời ơi, nói chuyện đời. Ba, vậy là ba hai con tại nghe tụi bạn nói suối thôi à chứ. Tại sao? Dạ. Tụi mày không thương ba má mày à? Dạ thương chứ ba má. Con xin lỗi ba má. Ba má. Ba tại... lo lắng cho tụi con. Quên cả ngày ăn, ngày uống của mình. Tới giờ tụi bay lại trả ơn cho ba má bằng cách là ăn chơi lêu lỏng như vậy. Thôi ba. Thôi được rồi. Ba má đẻ con ra, ngày đêm sáng tối ba má đi móc bọc nuôi tụi con. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Mặc cái đồ của con này lúc nó 10 tuổi tới giờ nè. Cũng may là có cô Sáu bay. Ba thương tao, ba mới theo dõi tụi bay được. Chứ nếu không á tụi bay còn gạt cha mẹ tới mức nào nữa hả? Ba. Má ơi. Ba má, con xin lỗi ba má. Chứ thật ra là má. Thật ra là. Thôi ông ơi, con nó cũng còn dài cái mang, nó còn nhỏ, nó không biết gì hết trơn. Thôi chú cũng đừng buồn chú ơi. Cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Cô Nhung là cô tốt, cô bắt con là phải đi coi tụi nó sao. Lỡ hư cái nào là mày kéo tụi nó về mà con kéo đâu có nổi. Giờ nhắm hai đứa bàn kia nuôi không được, để bà nuôi luôn đi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đi vô đây rồi tự nhiên cái hả? Có giúp được gì gia đình người ta rồi cái kêu cái tự nhiên cái kêu chồng tôi đi về ở cô sống Nhung là sao? Xin lỗi, xin lỗi. Phải chứ. Ý là nói là cô này cô tốt với gia đình quá. Bà nhìn lại bà đi, bà giống như cá xấu vậy bà ơi, bà hiểu không? Trời, tôi không biết là tôi cá xấu nhưng mà người ta nói là không có phụ nữ xấu, hiểu không? Đúng rồi. Chỉ có không có thịt cá xấu cho phụ nữ ăn là bà đó. Ý
Tôi thích ở con gái xấu được không? Tao tức là tại sao cái người tốt như vậy mà gia đình đối xử tàn nhẫn vậy? Tôi cảm ơn cô Sáu đã lo lắng giúp đỡ cho gia đình tôi. Tôi cũng không biết nói gì. Còn yêu nhau thì về với nhau. Cái gì đó vậy? À. Từ xưa tới giờ tôi yêu anh có. Cho tới giờ phút này tôi 50 tuổi rồi, tôi cũng chưa có chồng nữa. Nhưng mà tôi nói với anh chị tôi không còn ở đây nữa, tôi về Mỹ tôi ở. Chứ thôi tôi không phải ở đây mà để giành chồng của chị đâu nha. Giành làm gì, non nước gì nữa mà giành. Bà ăn hết rồi còn ăn giọng gì nữa, bà nhả cái bả không bắt người ta hốt hả? Đúng rồi. Không còn nha. Không lớn hết rồi. Cô Nhung á là cô phải về Mỹ, cô lo gia đình, đồ có công việc bên bệnh, khi nào ổn định thì cô rước ổng qua. Còn cái gì nữa vậy? Trời, cái gì vậy? Sao má mà nát gia đình đâu vậy? Vậy? Vô má chứ. Cái quan trọng nó vô đây là để nó phá nát mà. À, mình phải vững chí lên chứ. Ờ đúng rồi, mình phải vững chí, mình giữ vững gia đình mình lại chứ. Chị bớt giữ lại, chị bớt lại rồi chị mặc đồ đàng hoàng lại rồi chị đánh son rồi lên chút chút cũng được. Nó bà cũng muốn làm nhưng mà bà sợ bà làm quá bà thành á hậu cho nên bà thôi. Hai đứa em con cũng có làm cố gắng học hành mà làm hoài nó không có ra. Bà đẹp rồi, bà không có sửa gì nữa hết trơn á, chặt cái đầu người khác gắn vô đầu bà. Trời ơi, đừng biết ông nội. Đàn ông bởi tôi nói mày vững lòng mà. Cho tôi nói chuyện hiền tới đi làm gì. Thôi được rồi. Bây giờ đó, tụi con vì thương ba má, tụi bay ráng cố gắng học hành. Dạ con biết rồi. Lỗi đây cũng là lỗi của ba má. Dạ. Cứ đưa tiền cho tụi con đi học mà không quan tâm tới con mình nhiều. Từ nay trở đi á, ba sẽ quan tâm tụi con nhiều hơn. Cho tụi nó nghỉ học về mốt da chai đi. Ôi mà bác sĩ nào mà đi học cái quần sát ráng vậy. Con đi vô thay đi con. À, biết lỗi rồi mà. Tôi cũng ở đây buôn bán. Nếu có dịp gặp lại. Còn yêu nhau thì về với nhau. Được cái gì vậy? Vậy vậy? Cái rét cái quỷ này ghê vậy. Chân nó ngắn. Nó vô trọt ngoài à. Dùm cái tôi. Thôi bỏ đi. Hôm mấy giờ tôi cho anh 100.000 đô anh xài. Cái gì vậy? Bà đừng. Mắc mấy gì cho 100.000 đô. Cho 100.000 đô là cũng đưa tiền cho mấy đứa này đi hút chích nữa. Cho em. Trời ơi. Ông rảnh quá. Cảm ơn cô. Cô lo cho gia đình tôi như vậy á là tôi mừng lắm rồi. Để cho tôi biết tụi nó như thế nào để tôi sửa sai. Dạ. Cô cứ qua lợi lo công chuyện rồi rảnh ghé thăm vợ chồng tôi. Tôi hy vọng lần sau cô tới với cái sự chung sức của con cái tôi, gia đình tôi tốt hơn. Dạ chứ bây giờ là thôi. Ơi khổ quá rồi. Nếu mà anh nói vậy thì tôi quá mừng. Dạ. Cảm dạ. ơn cô. Không có gì. Dạ cảm ơn cô đi. Dạ cảm ơn chị Sáu Nhung. Chị nhớ gửi 100.000 đô liền tay trong ngày hôm nay nha. Tham tiền quá à. Thưa quý vị, vừa rồi là cái tình huống của chị Phi Nhung. Và chị Phi Nhung phải nói là một người dày dạn kinh nghiệm trong cái việc xử lý và dày dạn kinh nghiệm trong cái ứng xử ở đời. Xử lý rất nhẹ nhàng, rất tinh tế mà đôi lúc những lại có hài hước nữa. Và bây giờ sẽ tới tình huống buổi chiều. Chúng ta sẽ cùng đón tiếp khách mời diễn viên Quỳnh Lập. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Hello. Hello. Hello, how are you? I'm fine, thank you, bye, thầy. Đúng đâu. Này là cái nhà mà. Đâu phải có goma đâu mà sao kêu qua em goma nào cả lâu nha. Oh. Lần đầu tiên cho Gia Lan xin gửi lời chào thân thương cho trân trọng tới Gia Chu. Yeah. Mời Gia Chu ngồi. À, nói nào ngay là bữa nay Gia Lan tới đây bàn một vài chuyện. Yeah. Và trước khi bàn thì Gia Lan có một câu muốn nói như vậy. Tôi là Gia Lan nên tôi nói gì thì mấy người phải nghe. Không nghe là dân làng bắt ra trừng phạt là nhổ hết lông. Bớt hết không còn một công lông nào. Yên tâm không có lông không sợ à. Dạ không có lông thì hết lông thì lột tới da. Lột da xong mà không còn da thì mình lóc tới xương. Đó mình lóc hết xương không còn răng mình bẻ luôn răng. Nói chung là làm hết tất cả mọi thứ nha. Cho nên là nói gì là phải nghe theo. Dạ dạ. Dạ làng là trên hết. Rồi cho gửi đứa con đi. Đây đây.
con à, thương nè con đi, chết rồi, nó đòi bù rồi. Bên đây con thừa nhiều nè con à, tôi ra chú có cái gì cho bù đi. Ô thôi chịu thua con luôn. Biết sao không, năm con khỉ thì chơi khỉ, năm con mèo thì chơi mèo, tới năm con chó tự nhiên bị chửi là chơi chó. Đúng rồi, năm con chó là chơi chó, đúng rồi. Rồi, giờ vô vấn đề chính. Dạ. Chẳng qua là lên đây thì thực hiện một vài điều trong giao ước là gia đình mấy người là gà con gái cho gia đình tôi ha. Thì hôm bữa có giao ước rồi là bây giờ mọi người nói lại cho tôi nghe là gồm những điều gì trong một cái bàn ăn, trong cái bữa tiệc. Làm trâu à, trâu 8-9 món vậy đó. Trâu, trâu nướng, là trâu luộc, rồi trâu phơi khô. Không được. Bây giờ xã hội gia nhập WTO rồi, ai mà ăn thịt trâu nữa, ác lắm. Trong bàn tiệc là phải có nè, bánh flan, cacao, dừa, cappuccino, pappadotti, matcha. Thì dưới ăn, ở trên núi không có. Mình du nhập lên đây. Đó, pappadotti. Ồ, nó đòi bu suốt à. Cho nó bu, nó quen sữa già làng rồi đó. Rồi, ngoài cái đó còn cái gì nó nói tôi nghe coi. Thì nếu mà già làng muốn đại gì thì đại thôi, còn nếu không là vô rừng bắn khỉ về ăn. Không được, sao mà nhà này ngộ ghê, nhà này có một cái truyền thống giết động vật khen, sao mà cứ đòi hết được giết trâu giờ tới giết khỉ. Ngộ ghê à. Thì đâu có biết, bây giờ già làng quy định á, thì làm, đại đám cưới á thì ba con lên xóm mà tới ăn vọng rồi về, chứ đâu có ai làm. Đi ăn đám cưới tới ăn vọng. Ăn vọng rồi nói về thôi. Cái truyền thống gì ngộ vậy? Mai mốt mà ai mà tới đây do tới ăn vọng, tôi tới đây tôi không cho ăn, tôi cho vọng không. Tôi vọng vô trong mặt từng người. Cũng được, cái đó gia làng lớn mà, gia làng muốn làm gì làm. Rồi, bây giờ thì tôi cần là có mặt cô con gái ở đây để tôi kiểm tra một vài điều coi là có xứng tầm với gia đình của tôi không. Dạ. Bớt tăng đồng. Bây giờ là trên đây không còn giết trâu nữa, nên trâu nhiều lắm. Điên là trâu hút nha. Rồi. Đâu đây, con. Bên đây bu được rồi nè, bên đây bu nè. Rồi, bu bên đây nha con. Trời ơi, cái gì vậy trời? Thề với chị luôn, nó bu chị 3 ngày, chị hạp y như tôi. Cái gì? Bu 3 ngày rồi sao? Là nó bu vô người chị á, nó bu vô người chị. Chứ còn nếu nó bu là hết xưa rồi. Chị nghĩ như vậy thôi, nhưng mà tôi cũng rất thích suy nghĩ của chị. Thì ra đây là con gái me. Con gái me. Con đây, vợ. Đây là con me. Ý không phải là con me mà là con gái me. Chứ me ở đây không phải là cái chữ mẹ đâu, mà là me. Thì làm vậy, ở dưới miền Nam á, người ta nói con gái đẹp là con gái mặn mòi. Là nó phải mặn. Còn trên đây thì con gái nó phải chua chát. Nó chua thì có me thôi, con gái me. Ý ông khen tôi là đẹp như trái me đó. Đúng rồi đó, người cũng hơi chua dữ lắm, nên tâm đi nghe. Dạ. Bà nội này sao bà mê tôi, bà bú, bà bấu tôi hoài vậy bà? Không, tôi nói rồi, nó mê bu như lắm. Cũng để đúng đỉnh điểm ghê vậy đó. Ghét ghê à. Thôi bà làm gì làm đi, mệt quá. Đó, thấy chưa? Nhây tôi nhây lui rồi nó cũng nhây vô cái người của ông à. Khi quen đường cũ. Dạ. Khi quen đường cũ. Dân tộc bò dâu thôi, cho nói có dâu không nói được. Vì là cái này bày rồi,
chúng ta phải hội nhập. Ở đây mình nhiều khi là bình thường mình nói tiếng ngang tràng không có dâu. Dạ. Nhưng mà đôi lúc tôi nói chuyện mà cũng phải nói tiếng miền Nam. Những lúc mà tôi nói tiếng miền Nam là những lúc tôi sống thiệt với giới tính của mình. À, lộn, sống thiệt với cảm xúc của mình. À, mỗi lần cảm xúc dâng trào là nói tiếng miền Nam. Ờ, vậy đúng đi cho khỏe, vậy đi cho khỏe. Ủa gì nay giờ là xong gia tàu hết ha? Dạ hết. Dạ hết. Dạ trời. Thôi giờ mình sống thiệt chung với nhau đi. Dạ, giờ chồng tôi đi. Là sống thiệt tình cho làm gì có da. Chị da rồi, là chị có chị... lấy con khỉ này ra rồi giết lột da nó thì mới là sống da thôi. Ôi đúng hai vợ chồng luôn á trời ơi. Hai vợ chồng tối ngày cứ đè khỉ ra giết không à. Khổ ghê vậy đó. Ngày xưa thôi, bây giờ hết rồi. Bây giờ nuôi con khỉ da này mệt chết cha rồi còn đã là lột da chị nữa. Rồi, chuyện vậy nè. Tôi nghe nói là con gái của chị á là không có muốn lấy chồng mà nó muốn xuống thành phố á nó học đại học, nhưng mà chị nói là con gái học nhiều chi về nhà nó xem thường chồng nó cho nên là chị không cho nó học, chị bắt nó lấy chồng rồi. Nhưng mà chị cho tôi lý do đi, tại sao chị không cho nó học? Tôi thì không đi học nên tôi không biết. Đè ra là thất học luôn rồi. Trên dưới nhìn lên nhìn xuống chỉ biết ông chồng thôi, không biết cái gì hết trơn hết. Nhìn vào hai người thấy hai người là không có kiến thức học, cho nên là muốn con đi theo chồng cho khỏe đúng không? Thấy mấy đứa nó học thì cũng muốn cho con đi học. Nhưng mà học ra giờ 3-4 cái bằng rồi nó cũng thất nghiệp như thường. Nó cũng về buôn mình, nó cũng làm cà phê, nó cũng làm rẫy. Học chỉ cho nhiều, học cho biết cái chữ, đọc cái báo, đọc chí, để chi? Để học hỏi thêm mấy cái kinh nghiệm, phân bón, thuốc men rồi này nọ, lo rẫy vậy cho rồi. Có chồng để... Chi ly, chi ly. Phải học. Học đến chi? Học về dạy lại thằng chồng. Phải chi? Nó học lúc nhỏ thì được. Giờ nó lớn rồi, nó 18, 19 dạ, rồi. Học gì nữa? Trời ơi, học... Giờ học tới tuổi lấy chồng. Mở chứ có gì ở đâu. Tôi nói ông biết là tôi không học hành gì, chứ hỏi tôi cái gì tôi cũng biết hết trơn. Các làng này nhất chồng tôi, nhi tôi, cái gì tôi không biết hết trơn. Dạ không, nói được cái nhiều chuyện. Nhìn mặt chị nhưng búp bê bị hư vậy thiệt á. Cảm ơn. Có một mình ông anh kêu tôi búp bê, nguyên cái làng này nó vừa thấy tôi là nó kêu ma dài, ma dài. Chắc là con gái mẹ cũng giống như con gái. Không có, không có, nó khác. Gái con xinh lắm à. Gái con nó lai con, nó đỡ hơn. Vậy ha. À, để kêu nó về. Ờ, kêu kêu nó ra coi nó đẹp làm sao. Thôi đừng có mua nữa, chào già làng. Dạ, chào già làng. Chào cho đàng hoàng. Dạ. Mấy mốt đừng có tấn cái đó vô trong mặt, ngọt lắm. Nha, nha. Nè muốn bu không con, bu luôn. Không, không có chịu con đâu. Tôi biết cô học rất là giỏi. Dạ đâu có. Học giỏi nhất là tiếng Anh. Dạ đâu có. Rồi đâu, nói tiếng Ả Rập tôi nghe coi. Ả Rập, Ả Rập, Ả Rập. Nó Ả Rập rồi. Nãy giờ là con đang bị sống giả tạo đó. Không có. Mình sống thiệt, mình phải nói tiếng Nam. Dạ, Ả Rập, Ả Rập, Ả Rập. Đó, đúng rồi, đấy. Mình phải qua đúng không? Chào già làng á. Chào già làng. Ở đây thì hồi nãy giờ tôi tới đây là tôi hỏi cưới. Để cưới tôi nè. Hả? Cưới tôi. Chào ba, chào mẹ. Ủa cái gì vậy, cái gì vậy? Đấy, nãy giờ lại hỏi cưới tôi. Vậy là sao, vậy là sao? Tai tôi làm sao? Hả? Dạ. Dạ, 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 dạ. Nó nói là tại sao nó yêu cô mà là cô đi lấy ông già làng này. Vậy là đây. Yêu đây. Đúng. Mà hai ông bà lại hứa là gả đây cho đây. Bây giờ sao phải giải quyết cái chuyện này cho tôi, để con trai tôi nó không nổi. Nó phát tình bây giờ nó không nói được luôn rồi. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Chàng Gia Lao, chàng Gia Lao. Gia Lao là gì? Chàng Gia Lao là chào Gia Lan. À, chào, chào Gia Lan. Tại sao hẹn ra bờ chuối mà bây giờ còn đứng đây? Cái gì đó? Đây là hẹn ra bờ chuối làm gì? Kiếm em bé.
em bé nào ở dưới suối? Kiếm em bé ở trong đây. Ê, bay. Không, đừng đi, có bay. Đi chứ không có bay. Bay, cầm bay ông nội. Trời ơi, vậy là không những yêu bên đây mà còn hẹn hò với bên đây mà còn đòi gả đây cho bên đây nữa. Quen nhau 3 năm rồi. 3 năm rồi. 3 năm. Hẹn bờ suối 385 lần rồi. Không có. Đi ra bờ suối. Không phải. Bây giờ có đi ra bờ suối không? Đứng yên để giải thích. Có đi ra bờ suối không? Trời ơi, đau muốn chết luôn mày đi. Hết. Nha. Mấy người lộng hành rồi, ở đây tôi già làng nha, không được qua mặt tôi nha. Dạ, xin lỗi già làng, con đi về. Ê, cái thằng nhanh xanh bỏ đỏ mắt bò mặt ngựa trắng đó, lưới heo kia mày review lại. Mày thấy đã rồi, cái chuyện là sao mày muốn nghe quen không, nghe quen không? Cái vụ này tôi bị hoài à, ngày nào nó cũng vô nó chọt chọt, xong nó chạy ra nó chọt chọt chọt. Ra mời chú đi. Ai, đưa mày đừng đây đi mày ơi. Bước qua bên đây. Bước qua bên đây. Phải giải quyết cái chuyện này chứ tôi không có chịu được đâu nha. Là qua tôi cho khỉ bú hết trơn bây giờ. Cái gì? Nè nha, hai cái chàng thanh niên nha, có tin là tao tát một phát á là bi giờ sao? Giờ là muốn nói gì? Giang bi. Mày có tin là tao tát một phát là đầu mày lật ra sau lưng, đít mày chống vào cổ, mặt mày bổ làm đôi, răng môi mày lẫn lộn không hả? Chào mẹ ổn. Cái câu này của bà già già mà à, Thuy Nga ngày xưa bà nói á, bắt trước lại y chang. Quay cái đó vừa anh. Có đó mới phần 1, tao còn phần 2. Dạ. Sau khi tát xong tao đấm thêm một phát là ha, họng toát ra làm 3, da rách ra làm 4, mà cái rốn bung ra làm 5, cầm xòe ra làm 6 ha. Con cháu nhận không ra kêu cha má mày ra bãi ta ma mà hốn xác. Trời ơi. Xin già làng đừng tát con. Con chờ quá. Con đi về. Đi đâu? Mày ở đây. Mày không đi đâu hết trơn. Mày đứng đâu mà giữ mày lại đây. Tự nhiên đâu vô đây bao đồng tròn tròn đi. Đi vô vô ra ra. Không có dễ đâu, ngồi đây nha. Yên ký đi vậy là không đi đâu đâu. Tôi có một bí mật và bây giờ tôi muốn nói ra. Thật ra tôi không phải là già làng. Trời đất ơi. Anh là người yêu của em. Mày không phải già làng. Mày không phải già làng. Mà hồi nãy giờ mày chửi tao. Chửi tao. Mày không cho tao về. Bây giờ mày không phải già làng. Tao không biết gì. Em Khởi My, đây anh nhắc cho em nhớ. Cái mối tình giữa anh và em, có một cậu bé mồ côi cha mẹ, mắt bị lé. Em đừng có chọt vô. Con gái vậy vô duyên lắm. Có một cậu bé mồ côi cha mẹ, nhưng mà sống với dì ghẻ. Nhưng mà dì ghẻ rất yêu thương cậu bé. Mỗi ngày cậu bé đi làm kiếm tiền về nuôi dì ghẻ. Nuôi bằng cách nào? Đi giao bánh pizza. Và một ngày nọ đi giao bánh pizza tại một chung cư, và tại đó có một cặp vợ chồng sống thử với nhau. Họ sống thử với nhau rất là chan hòa, hạnh phúc. Nhưng một ngày nọ họ cãi lộn. Họ cãi lộn rồi ông bảo vệ mới đứng ra giải quyết cho mâu thuẫn của họ. Giải quyết xong xuôi hai người làm lành, ông bảo vệ trở về ngôi nhà sống yên ấm. Cuối cùng một ngày nọ anh ra chợ gặp em và anh yêu em. Mà có nghĩa là câu chuyện nó là móng tay thôi, mà kể cả nguyên một bàn tay để chi thêm thắt vô cho câu chuyện thêm sinh động. Mà câu chuyện hết chưa? Hết rồi. Tao về. Ê, cho trốn nữa. Cho về đi, giải quyết được nhân vật nào đỡ nhân vật đó. Bây giờ tới ta là già làng. Bây giờ ta nắm quyền già làng. Ủa đội cái đó vô là cái thằng thanh niên này ở đâu? Ở đâu đây, chót xuống đây vậy? Tôi có thêm một bí mật thứ hai. Thật ra cái bộ tóc đó là của cha ta, và cha ta là già làng. Là ông là ai? Ông là con trai của già làng. Nhưng mà về làng này phải biết nghĩa lễ, qua gặp người ta phải gặp ba gặp má chào hỏi chứ không phải da dớt về già già làng vậy. Lực ở đây là không có cho. Hồi sáng già làng bị đau bụng rồi anh cử tôi qua đây. Nhờ tôi thay ba qua đây nói chuyện, tôi mới phát hiện ra một chuyện là làng mình có một cái hủ tục không nên giữ, đó là bắt gả ép cho bằng được. Tôi không muốn như vậy nha chưa. Ê, còn cái quần ở trong chị ơi. Đó, cái già làng đó xuất hiện nữa. Người ta có câu à, lực đội về cho ba ta. Lực vua à. Chúng ta nên giữ lại những cái gì mà truyền thống đẹp thôi, còn những cái hủ tục thì nên bỏ nha. Em á nên uống thuốc
Tăng Tường chỉ nhớ đi, em bị mất nhận thức rồi đó, không còn nhớ một cái gì nữa hết. Nhớ hết mà. Nhớ gì nói coi. Anh là Gia Lan nè. Rồi đó, hiểu rồi đó, nói vậy lại là mất nhận thức rồi đó. Người ta ở trên thành phố xuống. Dạ, trên thành phố. Đó, trên thành phố xuống mà dám đứng ngang ngửa với tao nói chuyện vậy đó. Đó, thấy chưa? À. Dạ, em xin lỗi. Về uống thuốc đi nha. Trời ơi, con ngồi luôn hả? Người lớn đứng mà sao ngồi ra bày. Dạ, 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 thôi vậy để cho con quỳ đây để xứng đáng để làm con rể. Thôi, được rồi. Nó có cái bụng á, xuống đây. Nếu mà hai đứa bay yêu nhau cứ nói đi. Ba gã sợ quá nên giấu đúng không? Dạ đúng rồi. Thấy chưa, nói rồi đã nói yêu mà giấu. Thôi được rồi, nếu mà con thiệt sự yêu á thì bác gã không có sao hết. Bây giờ tao cũng mở mang lắm rồi. Ba, nhưng mà chỉ con điều á là theo phong tục á là phải bắt rễ. Dạ. Về đây ở rồi lo lắng dạy dỗ trẻ em ở trong bản trong làng được không? Được luôn, với những cái kiến thức mà con học ở dưới Sài Gòn lên đây con làm được hết cho cha luôn. Rồi vậy được rồi, quyết định rồi. À, mai mốt xuống gặp cha mẹ con làm đám cưới luôn ha. Làm luôn nha. Chào đám cưới không mời đi về đi. Đi về đi về. Đi về luôn. Đi về luôn. Đi về luôn. Dạ tôi có đăng lê quy. Vừa rồi là tình huống của gia đình. Sao mặt căng quá vậy? Căng chứ sao không căng. Tại sao căng? Tự nhiên con trai mình yêu con gái vậy ta. Đến nỗi mà không riêng luôn. Qua là không có được giải quyết gì hết trơn á. Tự nhiên gả cho cái thằng ở thành phố. Không sao đâu, cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Yeah, xin chào. Ô là chơi vui quá. Con muốn chơi. Khoan đã, bây giờ vô đây. Lại đây. Tất cả mọi người tập trung lại đây. Bây giờ con bà này đâu? Con bà này là đây, con áo đen này. Con tôi đây. Con áo đen ngồi đây. Thằng này với thằng này là con hai đứa này. Đó, đó. Rồi đây là vợ tôi, là đây con tôi. Qua đây, qua bên này, qua đây. Không, không. Dạ. Dạ. Con, qua đây con. Đó, okay. Đó. Hai đứa con rồi. Hai đứa con. Xin đôi. Xin đôi. Này, này chị con. Trời ơi. Xin đôi. Không, anh con. Anh con. Cái này phải dạy con, tại con không phân biệt được giới tính á. Đây, nói nghe nè. Tàn ơi, bây giờ anh về anh hỏi chị lại nha. Không biết phải con anh không, cho tôi thấy nhỏ này giống con Bạch Long đó. Mặt y chang Bạch Long luôn. Bà bậy quá, lúc bạn ơi, qua bên kia chơi đi bạn. Lúc có bầu coi hài Bạch Long và cái mặt nó y chang hả? Con thằng này nhá, coi lại coi nó có bệnh tật không chứ nhìn mặt nó si chum đau quá bà ơi. Con tôi mà bà nói vậy, bà coi lại con bà đi, bà coi lại con bà đi. Sao con tôi sao? Ông nói tập tạ, tập tạ đâu mà sao đô quá vậy? Con tôi ông biết nó tên gì không? Phi Thường. Con bé này chị ơi, con bé này giống chị lắm chị ạ. Đặc biệt là cái điểm lùn. Bà sao bà cứ khoe con người ta không? Con mình đấy bà không khoe. Con của bác giải mộ. Ê, con đừng có nói bạn vậy. Nè, không phải tôi khen chị với ông anh. Đẻ đứa con mà nuôi quá khéo luôn. Nuôi sao mà nó dư dinh dưỡng. Tao nói như nhìn như con heo kìa đó. Nhưng mà nó giỏi lắm. Nó giỏi vậy tôi không biết. Cho tôi thấy nó mập quá. Nó ăn hết phần ông anh. Người ông anh như con khô. Nó như con heo không được. Chừng nào nó qua nó ăn nhà bà thì bà mới nói. Được. Đúng rồi, má tôi giỏi mà. Chửi má lắm á. Trời ơi, con bà bằng con tôi không? Đúng. Xin lỗi bà. Trời ơi, hai cái nhà này cả hoài. Nhìn nó như vậy thôi. Nhưng mà nó rất là độc đáo. Đúng. Độc đáo ở cái chỗ mà nó ăn mặc thôi. Đó. Rồi tài nghệ của nó còn ghê hơn nữa. Bà chưa thấy nó cắm đầu mà nó quay 80 vòng đâu. Làm đi vậy? Làm đi con. Làm cho bác coi nhanh làm, lên. Đừng làm mất mặt. Làm đi. Đừng làm mất mặt ba. Đừng làm mất mặt ba. Đừng có cắm đầu vậy mất công á. Người đầu bạc tiễn cái đầu xanh ghê lắm. Không được đâu. Chị ơi, nói chẳng phải khoe chứ. Con em từ lúc sinh ra ấy mà em nó biết nói tiếng Anh trước khi biết khóc chị ạ. Yeah. Ở nhà mẹ con em toàn nói chuyện tiếng Anh với nhau con ơi. Vài lời cơ bản con ơi. Hello mom. Hi con. Trời ơi. Con ơi tiếp đi con ơi. Con với cô làm bao nhiêu? Đúng rồi á. How are you? I'm fine, thank khỏe. Em con. I'm fine, thank you mom. Ok, không vấn no problem. Chị ơi, mẹ con tôi nhà giao lưu văn tiếng nói Anh. Nói chung là chị mẹ con chị giao lưu là nãy giờ tụi tôi không hiểu gì hết trơn á. Đại loại là vậy.
Thì đúng là mèo khen mèo dài đuôi chứ tôi là không, cuộc đời tôi đẻ đứa nhỏ này ra không bao giờ tôi khen nó. Cái sự mà sinh ra nó giống như một gọi là cái thiên thần mà thần đồng. Hát đi con, con hát lên để con thể hiện được cái giọng của con là cái một cái đứa trẻ thần đồng. Hát một cái là Phương Mỹ Chi cũng đi ngủ luôn. Vậy không má? À. Hát đi con. Cháu ơi đừng ra cỏ ăn người ta, coi chừng ăn cám heo nhà người. Lắm. My God. Tôi không biết bà đẻ ra cái gì mà tôi thấy ăn cám với ăn cỏ là tôi hiểu con bà rồi đó. Thì nói lại là tại má con nói ăn mà. Mày được cái đúng là khôn nhà dạy chở nhà, mày hát hay mày ra đây tự nhiên nên mày không hát nó bỏ đi. Ê, nè con nói má nghe. Má nói con nghe. Không, tao đi đâu chị, đi qua nhà chị đâu mê còn tê chị đi bóp đây nè, đây nè. Nãy giờ khoe con hát chưa? Xin lỗi. Nè, đặc biệt con em người ta đẻ cái gì ra chứ em không biết, nhưng mà thằng này là cái miệng ra chứ. Bây giờ là nó là có năng khiếu luật sư lắm. Một xóm là không chơi lại nó đó. Vậy đó hả? Lẹ lên con máu, làm cho má nữa mày nữa. Lại là sao? Ê, người ta cãi. Đâu có, ý mẹ con nói là con là luật sư rồi, con có chức năng hùng biện á. Nãy giờ anh em con nằm quá trời luôn, không ai để tâm lý ý hết trơn. Nằm một hồi mà tao nói mà khói bộ nó lấp đầy hành hai cái mộ luôn mà không ai để ý. Đó, còn này đó nè. Trời đất ơi, tôi chưa thấy ai bao tôi thấy bạn nào mà thiệt nha, bạn bằng tuổi tôi mà bạn y còn già hơn là cha mẹ tôi nữa. Nhìn đúng bạn tôi biết tôi kêu bằng bạn hay là tôi kêu bằng chú nữa. Còn bạn á nha, bạn tuổi con chuột mà tướng bạn như con heo, bạn ăn hết của cha của mẹ rồi. Trời ơi, mới bây lớn là bạn phải đi làm lụng kiếm tiền chứ. Con nói nãy giờ quá trời mọi người phải thương con chứ. Đây, nãy giờ con thể hiện cái sự năng động của tuổi trẻ của thiếu nhi đó. Con hiền lắm, cái miệng con nói vậy thôi chứ cái bụng con rất là lành, không có nghĩ gì hết á. Trời ơi, thấy thương quá trời. Thương quá. Về, tôi không phải, tôi nói con khen chị chứ. Bây giờ sinh đôi là thường nó giống nhau lắm nè. Còn thằng này con sao? Thằng này con nó nói sao? Con nó nói coi nó nói được không? Cái thằng này á là cái gì nó cũng biết hết luôn. Mà tài năng nó chưa biết gì, coi nó mập mập tròn tròn chứ này dẻo lắm nè. Con đố dẻo nè, con đố dẻo coi nè. Sạch ngang con. Cuộc sống này vô vị lắm. Con trai là chứ con mẹ. Con trai à, nó phải thể hiện tài. Cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính. Thua rồi, nó bị khùng rồi. Ba mày bên kia. Trời ơi, thôi đúng rồi chị ơi. Con nói chú bị khùng rồi. Không phải. Ba. Mẹ ơi, có khi nào anh bị tâm thần phân liệt không? Không phải. Vậy thôi, anh con nó bị suy châm đau. Với lại này con nó đúng rồi. Cái gì? Bộ phụ thủy. Má tử rồi. Phụ thủy. Thôi, trời ơi, mấy đứa nhỏ. Ê, đi đâu rồi? Thế đâu giờ tôi thấy nó nói cái câu đấy là hợp lý đấy bà. Hợp cái gì? Bà, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà là hư nhất á. Bà dạy con cái kiểu gì kỳ cục. Bà dạy nó nói tầm bậy tầm bạ không à. Thế thì yêu thương con tôi và cho nó ăn 6 bữa một ngày, rồi dạy cho nó những điều cơ bản, những ngôn ngữ như language thật hay, giống như là tiếng Thái Lan, tiếng Anh và tiếng Campuchia. Đâu bà dạy tiếng Thái sao bà nói tôi nghe coi. Thà thôi thà. Tiếp rồi, đi con. Bà nín luôn rồi. Bà khạp có được nhiêu đó rồi, bà còn khạp nữa. Rồi, đâu. Khạp gì khác không? Campuchia. À, nó khạp. Ôi trời, nó giang của tới bên này luôn rồi, mẹ ơi. Mày cháu từ vậy? Con. Trời ơi, hai cái này thân quá vậy? Cái này là, nè, tôi nói chị nghe, cái chương trình này là chương trình là tụi mình ở trong xóm là lâu lâu ra đây rảnh rỗi khoe con. Mà chị nãy giờ chị cứ thể hiện tài năng hoài, tôi thấy chị kỳ cục quá. Tài năng là cái xóm này không ai tài bằng tôi. Tôi nè, nghĩa? Người đàn bà nè, không chồng mà có con là thấy tôi tài năng rồi, thấy không? Đây nè, bây giờ tôi thấy con bà nó hơn bà nè. Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc nè. Bây giờ nhiêu đó mà nó cua trai là tôi thấy nó tài năng hơn bà rồi. Trời ơi, mày cua mày lựa cái nào mày cua. Bộ phụ thị. Mày lựa cái thằng đẹp, mày cua cái thằng xấu quắc, cái quẻ mày cua vậy con? Con đâu có đâu, con chơi đồ hàng với nó mà. Ủa con chơi đồ hàng á, nè, nói về tài năng nè, con tôi ha. Dụ như tôi nói là con cưới chồng, hát cái bài cưới chồng sao con? Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, chim ru điệu hát, dòng hò trên môi. Rồi, ly dị. Hát bài nào ly dị? Má tao kêu tao hát, mày kêu không có được, tao không hát đâu mày. Tao biết nè mày. Mày hát đi. Kết thúc, cuộc tình này đã chấm hết, cuộc tình này đã phôi phai. Nhớ, nhớ,
mà tôi biết được tài năng của con tôi. Thôi chị ơi, con chị thua rồi. Con người ta giỏi hơn, nhưng dù sao không bằng con tôi. Làm sao không? Con gì làm gì? Con gì làm gì? Con tôi mà hát những cái ca khúc mà về tình yêu mà chia ly thì nó lại còn là đỉnh điểm chị ạ. Lên đây mẹ với con mình xong ca. Con là Đan Trường, mẹ là Triệu Vy. Ok. 2, 3. Quân chào hằng chi, chào vua hằng chi. Rồi bài này đã ban rồi đó. Ô chào hồ ly, giờ đây chia ly. Con gì hát cứ như nhai ngải trong họng à. Đúng rồi con, thể hiện đi. Con là con nít cho nên con sẽ hát nhà thiếu nhi. Đúng rồi. Hát đi con. Mèo 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 rửa mặt như mèo. Sau sau lắm chẳng được mẹ yêu bà lắm. Sau bà trăng, bà trăng rồi lại vạn bông ở giữa ngơ. Bông lê cho bằng bông hồng em dành tặng cô. Một bài ca em hát riêng tặng thầy viết bản. Bụi phân rơi rơi có hạt bụi nào hóa chim tâm tôi. Vì một mãi tôi trở về làm cán bộ. Hay quá. Dạ tại vì con hát là con hát từ lúc con đẻ ra cho đến khi mà mồ chôn thanh cỏ luôn. Trời ơi, con chị nó hát tào lao. Hát cái gì mà nó trộn hầm bà lằn mấy bà vô. Đó gọi là hát remix, bà trộn như nó được không? Không, tôi không có cần trộn. Bà trộn tôi coi coi. Tôi không có trộn được. Con tôi nó trộn đó. Con hát mà cái kiểu mà giống như là hoàng hôn mà nó lên mà tới trời trời tắt nắng cho mẹ đi con. Cái bà đưa ra cái gì mà khó cho con bà vậy? Hoàng hôn lên mà tới trời tắt nắng. Chiều hoàng hôn tím cả dòng sông. Đó nó con lên rồi tới dòng sông. Mày khuya hả? Mày khuya. Vô khuya. Khuya đi con, khuya đi con. Gió lạnh lạnh buồn ơi, khuya nay anh đi rồi sao trời đưa lỗi. Ok chị quá. Hai bài Bình Minh. Bình Minh hả? Ừ. Bình Minh hả? Bà Bình Minh, sớm mong em đi. Bình Minh, sớm mong em đi. Bình Minh, sớm mong em đi. Nó còn hát rồi. Dạ, nó còn hát rồi. Thôi, được rồi. Tôi nói cho mấy anh chị nghe. Làm gì làm á, mấy đứa nó cũng còn nhỏ. Ráng cố gắng. Đừng có tâng bốc con mình quá. Mình khen con á, hay là thương con á, cũng phải chiều con cũng vừa phải thôi. Đừng để coi chừng tụi nó hư nghe không? Tôi đâu có chiều con vậy đâu. Đó, đó. Sao quýnh con chị? Mày phá, mày phá. Ok đi, về đây. Ây, trời ơi, sao con quýnh mẹ? Mất dạy. Ôi, anh ơi. Anh phải dạy anh. Mày phải biết, mất dạy đó. Con bắt mày quýnh đầu hơn. Trời ơi, nó quýnh nhau. Trời ơi, nó quýnh nó bị khùng rồi, cho nó vô bệnh viện đi. Rồi, xong rồi nghỉ rồi. Đó, cô chúc mừng con. Trời ơi, thôi con à. Thôi anh ơi, anh thiệt luôn á. Anh già không tỏ mà anh nhỏ không tha luôn nè. Đừng quýnh mặt tao hết con. Huỳnh Lê. Thiên vô đây lẻ lên. Thiên hai cây vô đây. Ráng lên. Ồ, nặng cái gì đâu, không biết nữa. Đó, rồi, để đó. Đó. Nè, còn mấy đứa kia nữa xong ngồi chơi, trời ơi, cưa đại đi. Chết tao bây giờ đó, biết nữa. Ông, vậy cái này giờ trồng đâu ông? Thì coi, có mấy cái lỗ đó thì ta bỏ xuống. Vậy mà cũng hỏi nữa, không lẽ mấy cái lỗ để chôn tụi bay? Thôi, bây giờ cứ để đó đi. Trước khi trồng mấy cái cây này đó, nè, hai đứa, lợi đốn cái cây này cho tao. Đúng luôn không? Đốn cái cây đó cho tao. Dân ơi! Dân tay lên! Gì vậy? Hả? À? Gì vậy? Không được đốn cái cây gõ mật này. Sao? Nè, cô là ai? Cô là ai mà lại dám tới đây cản công việc của sai nha? Tôi là Sủ, người của dân làng Hạ này nè. Ồ, Sủ của dân làng Hạ. Mà tại sao cô lại cản? Cái này là cái chuyện làm của làng, của xã mà. Đàn bà con gái đâu có biết cái gì. Trời ơi, ông không cảm thấy thương xót hả? Cái cây nó rỉ máu ra như vậy đó mà ông đỡ lần nào ông đốn sao? Ông đốn rồi á, dân làng không còn bóng cây để mà che nắng luôn. Ông có biết á, những cái cây gõ mật này là linh hồn của cái làng này không? Đây đây coi. Cây gõ mật này là không phải máu, đây là nhựa.
Phải không? Cây này màu đỏ nhựa của nó chứ máu đâu. Bởi vậy tôi nói ông biết một mà không có biết mười. Ông làm lớn ông làm vậy đó hả? Nè nè, ông là con người đúng không? Đúng rồi. Ông sống bằng cái gì? Bằng máu đúng không? Thì cái cây nó sống bằng cái gì? Nó sống bằng nhựa. Ông đỡ hôm nào ông đốn như vậy rồi nhựa nó chảy ra hết rồi làm sao nó sống nữa? Nhỏ này nói hồi ứa máu thiệt. Bây giờ có chuyện làng chuyện xã không biết cái gì hết. Đánh tụi nhát đi. Tụi bay đốn cho tao. Không được đâu. Cái gì? Cắn à? Làm gì vậy? Nè, bình tĩnh nha. Trời ơi, tại sao mấy người giữa thanh thiên bạch nhật mà quýnh đàn bà con gái phụ nữ người ta vậy hả? Đánh hồi nào? Nè. Ai kêu nó vô nó cản sai nha làm nhiệm vụ hả? Còn ngươi là ai? Tự nhiên lọt đâu một cái thằng bá dơ cà lơ phất phơ ớt ơ vậy? Thầy tên gì? Tôi nè. Tôi là ớt dân là hạ luôn á. Ông là ai vậy? Cà lơ phất phơ ớt ơ ở nhà nói chơi mà đúng tên thiệt à. Bây giờ nè tụi bay cản cũng chặt, nếu mà nó cà chớn đó thì mình chặt nó luôn. Đánh nó đi. Trời ơi Sao bay đâu rồi? Tụi bay chậm bỏ giùm tao quá. Bỏ hối ở đây nè, trước mặt tao nè. Tao lỗ mũi đó nè, thấy không? Nó chạy qua. Trời ơi mẹ. Tụi bay đánh tao à? Bay đâu? Còng cổ nó lại cho tao. Chết tôi rồi. Tụi bay giết tao phải không? Cái gì mà la âm trầm vậy hả? Anh tao ra là tụi bay chết với tao hả? Anh rể. Em vợ. Anh rể ơi. Trời đất ơi. Tụi nó đánh em nè anh rể. Quân nào dám đánh em vợ? Anh rể xử nó giúp em đi. Hai đứa làng hạ này nè. Xảy ra. Xảy ra mày xảy ra. Tụi bay quá trời quá đất rồi. Mày biết nó là em vợ tao mà sao mày dám hành hung hả? Trời ơi, vợ bỏng quan. Ai sao mày dám hành hung? Vợ oan ức cho tụi con lắm quan ơi. Ông này đúng là ông sống lâu năm ông mọc đanh luôn á quan. Vừa già vừa xấu vừa xạo nữa. Tự nhiên ông ăn hiếp bạn con nè. Sủ nè xô mà cái ông kêu quân lính á quánh tụi con á mà xô tụi con vô người ổng chứ bộ. Đúng không phải đâu quan. Nói oan cho em á. Là em nghe theo lệnh của quan á là ra đây là đốn cây đó là cho cái mặt bằng sân đình này cho nó rộng rãi ra mà nó lợi nó đòi đánh em á, nó cản em năn nỉ nó quá trời không được, hai đứa nhào vô nó đánh em à. Thôi được rồi mày quýnh em vợ của tao kêu không à, lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉ thuốc mà mày còn chối hả mày? Mày biết cái lệnh của tao á là tao phải là mở rộng cái sân đình này ra. Thấy không, cái sân đình có chút xíu như vậy. Rồi mỗi lần mà có họp gì cái dân làng tới, không có chỗ ngồi, không có chỗ đứng, thấy không? Thì tao mở rộng sân đình ra mày chống đối hả mày? Hả? Mà Quang ơi, mở rộng sân đình thì mở rộng chứ, mắc mớ gì phải đốn cây như vậy? Mày nói vậy là sao mày? Mày nói mở rộng sân đình, mắc mớ gì đốn cây hả? Mày nói vậy sao? Sao quăng con? Xin lỗi, tao quýnh này mà tao quýnh lộn. Mày nói gì? Mở rộng sân đình mà mắc mớ gì đốn cây hả? Đúng cài quá mày ngon hả mày? Sao ba quýnh con? Cái sân đình này nó nhỏ, tao phải mở ra. Mà mở ra phải lấn ra tới đường. Mà lấn ra tới đường thì phải đụng cây. Mà đụng cây là đốn. Đây là đốn cây theo lệnh của triều đình nha mày. Mày nghe rõ chưa hả? Mày nghe rõ chưa hả? Quang ơi Quang, mấy cây nó nằm ngoài đường mà xá mà. Với lại nữa mấy cái cây đó nó sống chung với làng hạ tụi con lâu lắm rồi. Từ lúc chiến tranh á là mấy cái cây này nè là chỗ cho dân làng này tụi con núp những mũi tên của địch nè. Rồi thời bình á là chỗ cho nông dân ngồi nghỉ nữa. Rồi giữ đất không bị xói mòn nữa. Bây giờ quan mà đốn hết đi á, dân làng hạ tụi con khổ sao quan? Trời ơi, anh rể nó ngu nó không có biết gì hết á. Anh rể thấy bên làng thượng không? Trời ơi, người ta đốn cây hay người ta trồng lại hàng cây khác. Nó đẹp mà nó ngăn nắp đâu phải như cái làng hạ mà nó tùm lum tà la à. Nên dạ bây giờ dạ cho anh rể cho em vô, anh rể em vô em chậm đứng đây hồi nó máu nó chảy em chết luôn anh rể. Vô mày xin mấy miếng thuốc rê rồi mày đắp lên cái mỏ mày đi để tao tính. Mày nói nhiều quá ha. Cái chuyện đốn cây là chuyện của triều đình, tụi bay là dân đen mà tụi bay lộng hành, tụi bay dám hạch sách, tụi bay dám ngăn cản cái chuyện này hả? Nhưng mà bẩm quan,
quan đốn cây á cũng phải hỏi ý kiến của dân làng chứ. Vậy tao đốn cây mà tao đi hỏi ý kiến của dân làng hả? Dân làng này cả ngàn người, không lẽ tao tới nhà tao hỏi từng người tao hỏi tới sáng hả mày? Đúng rồi, cây này của dân làng chứ đâu phải của triều đình đâu mà muốn đốn là đốn. Ê cái con nữ tặc kia, tao chưa hỏi tới chuyện của mày nha. Còn cái thằng nam tặc này, tội tụi bay lộng quá rồi. Tụi bay đó, giải nó ra ngoài kia, đông trăng quýnh mềm xưa cho tao. Đây. Trời ơi, Quang ơi. Cái lũ dân đen này lộng hành lắm. Mình làm quan huyện mà nó kêu làm gì cũng phải hỏi ý kiến nó là sao. Tôi đốn cây rồi tôi trồng lại chứ đâu phải tôi đốn luôn đâu. Tụi bay, lệnh của tao tiếp tục đốn cây. Không được đâu, không được chặt, ngưng hết cho tao. Nè, ở đâu mà tới đây dám cướp quyền của quan huyện hả? Bà ở xứ nào? Tôi ở xứ này nè. Xứ này? Ờ. Mà cái mặt như chú ôm, chưa bao giờ tôi gặp bà. Trời ơi, tóc không ra tóc ha, mà người không ra người. Làm gì trên đầu bà có ngọn núi mà hai bên có hai con mắt đó là sao? Trời ơi, ông là ăn cái giống gì mà ông ngu quá vậy? Vợ ông nhìn cũng ra tôi bà Dần đây nè. Bà Dần? Sao mặt bài bà lem luốc giống như công chúa Thủy Tề mà ở dưới giữa thai vậy? Trời ơi, tôi bị nhan sắc tôi mà tàn tạ là tại ông đó. Nè, nói bậy nói bạ nha, nhiệm vụ tôi giao bà đi qua bên làng bên. Tụi nó khiêng kiệu cho bà đi. Chứ bà đâu có đi bộ đâu mà bây giờ bà về đây mặt mày bà lem luốc là sao? Đó thì tại vì ông biểu tôi đi qua gặp ông Đại Lợi, đúng không? Rồi gặp chưa? Tôi nói cho nghe, ông không đi là ông sợ là dân biết ông sẽ buôn loại gỗ của làng. Trời ơi, cái chuyện mần ăn tôi đốn cây tôi bán. Trời ơi, bà la lớn kiểu này dân nó biết là chết. Tôi có la lớn đâu, nói hai chồng mình nghe chứ la lớn nào đâu. Ờ, hay không? Hay không? Bây giờ nhiệm vụ bà làm xong chưa? Thì đó, vừa đi qua bên đó đó, tại bên nhan sắc như vậy nè. Sao kỳ á? Đi là có kiệu, ha, ngồi trên kiệu đàng hoàng đó. Đúng. Mà ông nè, ông đốn hết cây của từ đây qua bên làng đòi không còn một ngọn cây nào hết trơn. Đốn mới còn 1000 cây mà tới 7000 cây đốn mới 1000 cây mà bà la. Trời ơi, là tụi phu khiên kiệu nó mệt, nó say nắng, nó lăn, nó xỉu đùng hết trơn á. Còn tôi có một mình tôi nè, tôi lớn về đây được là may lắm rồi đó, trời đất ơi. Nhưng mà bây giờ bà làm xong nhiệm vụ của bà chưa? Nhưng mà tôi nói cho ông nghe, biết gì sao tôi chạy ở đây lẹ không? Sao? Tôi đi giữa đường, tôi gặp một người lái buôn. Thật đây. Nói. Gặp người lái buôn mà cái thái độ kỳ cục lắm. Dạ. Vừa đi mà cứ vừa đếm cây á. Tôi mới ngạc nhiên, tôi hỏi ông làm gì ông đếm vậy? Ông nói trời ơi, đây là cây gõ mật, cây cổ thụ lâu năm nè, quý dữ lắm. Chứ sao? Mấy cái làng này kia không có. Ừ. Sao làng này nhiều quá vậy? Tôi nói rồi ông hỏi vậy là sao? Ông nói ông muốn mua, bao nhiêu cũng mua mà mua giá cao. Cho nên tôi mới thỉnh về đây nè. Bà thỉnh về rồi hả? Thỉnh về rồi. À, kêu vô. Kêu vô phiêu. Kêu vô. Mấy đứa nhỏ, kêu... Cái gì vậy nè? Anh rể ơi. Cái gì vậy nè? Có người tìm anh rể. Sao mà mày... Đây nè. Mày làm gì? Đây nè, tao nói thiệt cho mày biết nha. Mày không phải em vợ tao, tao quýnh mày bồm đầu rồi. Thì sao? Tao đâu có cúng đầu heo đâu mà mày bưng vô đây mày để. Này thằng lửa. Cái thằng ơi, nó bị người ta chặt rồi. Bây giờ anh còn chặt thì còn chặt nữa. Có người tìm anh rể. Mày làm cái gì mà mày che để ai dám quýnh mày? Mày sao vậy? Anh rể. Ơi, đừng có nói gì. Con mẹ nào hả anh rể? Trời ơi, chị mà mày không biết hả? Trời, thằng này ngu quá. Chị nó mà nó, chị nó mày biết. Tao chặt mày nè. Tao chặt mày nè. Tao tốn mày nè. Ngu. Đã ngã rồi mà đốn hoài à. Tao chị mày đây nè. Ủa, mà sao mặt chị gì thấy ghê vậy chị ơi? Tại anh mày đốn cây quá, không còn cái ngầm bầu mà bà bóng mát để tao che. Cho nên tao mới thê thảm vậy nè. Còn mày, tại sao mặt mày mày máu không vậy? Chuyện nhiều lắm, đừng có hỏi tao cái chuyện đó nữa. Ai quýnh mày? Cái đám dân làng hạ đó. Em đâu quá, ông ơi, ông ngu quá. Ông là quan huyện mà để cho dân nó quýnh em, ông vậy đó hả? Đồ ngu quá. Ông phải làm... Bà nín! Ngu quá. Bà nín nha. Muốn cái gì về nhà rồi tôi nằm sải lai xuống, bà muốn chặt, muốn đốn chỗ nào bà đốn. Chứ ở đây còn uy tín của tôi nghe chưa? Làm quá, chuyện đó hạ hồi phân giải. Bây giờ kêu người nó vô để mà mình bác. Quên cái vụ đó.
Trời ơi, mày đạp vậy sao mày thấy đường mày đi? Ờ, thấy em thấy đi rồi. Bây giờ ra kêu ổng vô nha. Mời vô. Dạ, ổng tên là ông Vạn á. Trời ơi, nó mời, mời vô. Trời ơi ông ơi. Khách sợp. Nè. Gì? Vậy vậy thì bà chưa qua bên kia thông báo ha. Chưa. Vậy coi như mình coi hai ai được giá mình bán. Ừ. Chào. Dạ. Dạ đây là chồng tôi. Chồng hả? Dạ, chồng tôi. À Quang Nguyễn hả? Quang Nguyễn. Tôi tự giới thiệu, lái buôn gỗ. Dạ. Tên là Giảng Văn Vàng. Vẫn vàng. Gọi đúng cái tên của ông mà cái miệng y như con cá tra, nó ăn móng dồn gớm quá. Nghe nói gõ mực gỗ nhiều lắm. Trời ơi, cây gõ mực đây nè. Cây gõ mực, trời đất ơi. Nói không phải khoe ông chứ tôi là theo lệnh. Thấy không? Cả cái làng rồi tôi đốn, tôi triệt hạ nó hết là khoảng 7.000 cây gỗ quý. Nhưng mà đốn được nhiêu cây rồi? Ngàn cây rồi. Dạ. Yeah. Đang cho người đốn lai rai. Vậy hả? Bán chưa? Bán rồi. Bán rồi. Ngu vậy? Anh xin lỗi Quang Nguyễn. Mặt gỗ này là gỗ quý lắm. Trong đó là nó có nhiều cái loại mà như vậy. Thấy không? Gỗ mực quý dữ lắm. Bán gấp như vậy là người ta trả giá bèo dữ lắm. Là bán như vậy là lỗ chết. Phải chờ người khác lợi đấu giá được giá mới bán. Bán rồi nhưng mà mình ai trả giá cao mình suy nghĩ lại. Đúng rồi, suy nghĩ lại. Tính lại hả? Dạ. Vậy là tôi vẫn có cơ hội mua. Dạ đúng tất rồi. Ai mời ông ăn tòa. Dạ mời. Ngồi. Quan Nguyễn đâu rồi? À, trời đất ơi, ông đâu rồi? Ông đâu rồi? Quan Nguyễn đâu? Quan Nguyễn. Ông ra đây mà ông trả lời cho tôi cái chuyện này nè, nha. Quan Nguyễn. Trời ơi, tại sao vậy? Hả? Ủa, đuôi hả? Nè, tôi nói cho ông biết. Nãy giờ tôi tưởng đâu ở cái đình này mới thỉnh về hai cái tượng nào mà xuống cấp dữ vậy, thì ra là vợ chồng Quan Nguyễn hả? Ăn nói cho tử tế lại nha. Thằng cha già có tóc bum bê. Ủa, chuyện gì mà ông thân chinh tới đây? Thân chinh cái gì? Tôi từ Loan Đài tôi qua đây là tại vì sao tôi nghe phong phanh cái tin đồn. Ông đã giao kèo, ông bán 1.000 cây gõ mật cho tôi. Tại sao bây giờ ông lại đi giao cho người khác? Thì ai trả giá cao hơn thì tôi bán cho người đó. Chính xác, chính xác. Bà tin tôi thục một hồi là bà lọt vô mấy cái lỗ như Viên Bi không? Là sao? Khế ước chưa ký nhưng mà đã nói trên bàn nhậu. Hai vợ chồng bà qua ăn ngập mặt bên nhà tôi rồi mà. Ôi, nói miệng ai tin, trời chưa có ký giấy thì không gọi là thất tín. Ai trả giá cao hơn thì tôi bán vậy thôi hà. Đúng rồi. Được thì bán, không được thì thôi. Này, cái chuyện này tôi buôn bán công khai. Đây là lệnh của triều đình. Tôi phải có nhiệm vụ là đi thanh lý hết 7.000 cây gỗ quý. À, cái chuyện mà ai trả giá cao thì tôi bán cho người đó. Tôi đâu có phải. Tôi đã ra giá 30 lượng rồi. Còn cái cục vàng khè này là ai đây? Đây, đây là cái người mua mới đây nè. Đó. Thương lái Giảng Văn Vàng. Giảng Vàng. Chào Giảng Văn Vàng. Văn Vàng. Giảng Vàng. Giảng Vàng. À. Đây cũng là thương lái đại lợi. À, ông qua đây ngủ của tôi đây. À, nếu như mà ông mà có đủ tiền mua thì mua hết cái cánh rừng này đi. Xin lỗi ông, cái gì tôi cũng thiếu chứ tiền tôi không thiếu. Em của tôi là quan bộ hình mà. À. Sao bây giờ vậy nè, vợ chồng tôi có ý kiến vậy ha. Bây giờ mà ông nãy ông nói bao nhiêu? 30 lượng. Bây giờ mình đấu giá đi. Đúng. Ai cao hơn thì người đó. Đúng. Lấy cây đi. Đấu giá. Đúng. Ai trả cao hơn thì tiền đó lọt vô ngân khố của triều đình. Rồi rồi. Tôi không ăn cắt bạc nào trơn. Hay quá, Quan Nguyễn có tấm lòng quá. Dạ. Bây giờ đấu giá nha. Bây giờ nè, ông Lợi nè đưa giá là 30 lượng. Khoan, 30 lượng là chưa tính. Bây giờ mình đấu giá mình bán là bán hết 7.000 cây gỗ quý trong cái làng này chứ không phải là 1.000 cây mình mới đốt. Ai mua bứt hết 7.000 cây thì người đó trả giá cao thì tôi bán cho người đó. Đúng, hay quá. Đúng rồi, bây giờ 3.000 là 3. Bây giờ ông có đủ tiền để mua 7.000 cây gỗ quý không mà ông hả cái họng ra ông nói. Đủ không? Cái đợt này tôi chỉ cần 1.000 cây. Nhưng 6.000 cây còn lại tôi mua là vì sĩ diện của đại lợi này. À, vì sĩ diện. Vậy thì tôi mở cuộc đấu giá công khai. Ai mua giá cao tôi bán. Rồi, cuộc đấu giá bắt đầu. 7.000 cây gỗ quý trong làng hạ. Giá thứ nhất khởi điểm là 30 lượng. 30 lượng lần thứ nhất. 35 lượng.
35 lượng lần thứ nhất, 40 lượng, 40 lượng lần thứ nhất, 40 lượng lần thứ nhất, 50 lượng, 50 lượng lần thứ nhất, 50 lượng rưỡi, 50 lượng rưỡi lần thứ nhất, 4.500 lượng. Hả? 4.500 lượng lần thứ nhất. 4.500. Thằng điên, cái đống gỗ này mua 4.500 lượng bán sao có lời. Mà có người ra giá 4.500 lượng. 4.500 lượng lần thứ hai. 4.500 lượng lần thứ ba. 4.500 lượng lần thứ tư. À, không ai trả hơn. 4.500 lượng lần thứ năm. À! Bán coi không? Bán, dạ. Rồi. Ông mua được 7.000 cây gỗ quý trong làng. Dạ. Với cái số tiền là 4.500 lượng. Tiền này tôi hứa tôi bỏ hết. Như công quỷ. Công quỷ. Hay quá, giờ bán hứa bán rồi phải không? Dạ. Phải ký vô cái tờ khế ước đúng không? Dạ đúng rồi, phải có ghi ra tránh mực đen thẳng thôi. Nè, dạ. Ký vô. Chọn thẳng luôn. Đọc thấy không? Giờ soạn sẵn rồi đó. Trời đất ơi. Hôm nay ngày 14 tháng 12 tức ngày Giáp Ngọ, tháng Binh Tỵ, năm Mậu Dần, tôi giảng văn vàng dẻ có mua số lượng cây 7.000 với số lượng là bao. Trời đất ơi, sao hay vậy? Không, mà trước khi mua phải tính trước vậy chứ. Giờ giờ ký vô. Dạ. Ký, dạ, ký. Ký vô. Dạ mời ông ký trước. Có cái bàn không? Dạ. Dạ, cái lưng, dạ cái lưng tôi đi. Dạ. Ờ, hay. Dạ, cái lưng. Dạ. 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 Rồi, mời ông ký. Tên hơi dài nha. Giảng văn vàng dặn. Ủa sao cái tên cuối cùng tôi cái chữ vàng là ngay cái chỗ này kìa. Nhột quá. Kéo cao lên chút coi. Vàng. Đó, đến ông. Dạ. Đến ông đó hả? Ba cầm em. Ký. Khỏi cần ký. Tôi từ nào giờ văn tự khế ước gì tôi làm theo cách của tôi. Trời không ký sao buôn bán. Dễ thôi nhưng mà vẫn được. Ông chờ một chút nha. Sao? Ha. Rồi, xong dạ. Như vậy là cuộc bán buôn đã hoàn thành. Dạ. Vợ chồng quan huyện. Vậy. Vậy. Chuyện này đại lợi của ta sẽ không bao giờ để yên. Các ngươi chờ coi, ta sẽ bấm chuyện này lên với quan bộ hình. Sợ à. Dạ. Dạ. Ui dạ. Cái gì vậy? Ây da, cái gì vậy trời? Anh rể với chị ơi, chết rồi anh rể. Chết cái gì? Hai hả? Thằng này ai cho phép tụi bay thả hai thằng này ra? Dạ. Hả? Hai đứa này tao chưa đóng trăng bỏ tù nữa là còn may lắm. Tụi bay bắt nó lại coi. Bắt nó lại. Chính ta đã ra lệnh thả hai người này ra đó. Gì? Ông buôn bán thì lo buôn bán, ông xía vô cái chuyện làng nước của cái vùng này chi vậy? Hả? Đây nè, mày hết chuyện rồi hả? Bây giờ hai đứa bay bắt tôi nó lại coi. Dừng tay lại. Dạ. Xem đi. Trời. Ta chính là quan không sai của triều đình. Ta xuống đây vì một số người dân của làng Hạ đã thấy cái việc làm sai trái của vợ chồng chi huyện là chặt cây phá rừng mang lợi lộc riêng tư cho bản thân mình, nên ta xuống đây ta điều tra và quả tình không sai, ta đã biết được rằng hai vợ chồng và cả em vợ của ngươi nữa làm ăn gian dối. Quỳ xuống. Ông ơi chết rồi, ông ơi. Quỳ đi để tôi tính. Ông ơi chết rồi, ông anh ơi. Xuống em. Ninh làm cái gì mà run dữ vậy? Bằng cớ đâu? Bằng cớ đâu mà ông dám nói tụi tôi là cấu kết nhau để mà tư lợi? Ừ đúng rồi, bằng cớ đâu? Cái gì nói phải có sách mách có chứng. Đúng rồi, tôi nói sao để mà tâm phục khẩu phục? Đúng, bằng chứng thì mới bắt được thằng này. Bằng chứng thì đừng có hầm. Ờ, trời ơi, chứng cớ đâu? Có sao không có? Ta là quan mà nói là phải có bằng cớ đàng hoàng. Đây, tờ khế ước này chính là bằng cớ, còn in dấu vân tay bằng nước miếng còn chưa ráo mùi của ngươi nè.
Thấy chưa? Chối cãi không? Quỳ xuống. Quỳ xuống, quỳ xuống. Dạ, dạ, con chúc mừng quan không sai, nó bắt được cái lũ sâu dân mọt nước. Cái lũ này nè quan, nó thường xuyên là chỉ biết là hà hiếp dân lành. Quan bắt nó đi đóng trăng, nó đi đừng cho nó đẻ trứng. Dạ, mọi chuyện đã xong rồi. Con kính chúc quan vui vẻ và hạnh phúc. Con về. Đứng lại. Còn ngươi, ngươi cũng có tội luôn. Dạ, con tội gì hay không? Dạ, con mua cây thế con tội gì? Buôn bán phi pháp. Con mua, con đưa tiền rồi con lấy đồ về và phi pháp cái gì? Nếu ngươi không mua thì sao người ta bán? Người ta không chặt cây lấy gì con mua. Nếu ngươi không mua thì làm sao người ta chặt cây? Người ta phải chặt rồi mới mua được chứ. Trả theo hả? Hả? Không có quên. Ta xử ngươi hai tội. Cái tội thứ nhất là gian thương buôn bán phi pháp. Thứ hai, thời buổi này mà đổi cái đầu thấy ghét. Nên giải về Nguyễn Đường. Dạ bẩm quan. Về. Dạ quan đừng để ý cho cái thằng có mái tóc bùm bê đó. Dạ em có chuyện muốn thương lượng với quan. Chuyện gì ạ? Dạ thỉnh quan ra cái góc khuất khuất chút xíu rồi em nói. Dạ. biết. Về. Dạ đi chỗ khác. Chuyện riêng. Dạ em biết là quan làm trong bộ hình khó khăn lắm. Tiếp xúc với toàn tội phạm không? Quan thân chinh xuống đây cực khổ quá. Mà quan phát giá cái vụ này đốn 7.000 cây gỗ quý bán với cái giá là 4.500 lượng. Dạ chuyện này thì nếu quan chấp nhận, quan bỏ qua cho tụi em ngắt một phần nữa, em đưa cho quan phần còn lại thì em sẽ có cách thải quấy với thiên hạ. Dạ. Ôi ai làm gì kỳ cục chết luôn. Quan ơi, áo nào mà không có túi, quan nào mà không có miệng, mà có miệng là phải ăn. Trời ơi, quan nói, quan gật đầu một cái để cho em yên tâm đi quan. Thôi ta không đồng ý đâu mà. Không đồng ý hả? Quan không đồng ý. Xích ra bên kia. Trời ơi. Nè, chuyện này á bí mật nghe. Nói ra là mệt lắm á nghe. Thì bây giờ á, nhưng mà ta cũng không tin ngươi đâu. Không, bây giờ chia ta phân nữa. Là có nghĩa là 2.250 lượng phải không? Nói là giữ lời nghe. Ký vô cho chắc ăn nghe. Ký đi. Ký vô đây. Dạ, ký vô đây hôm qua. Đây nè, ngay chỗ góc này. Làm liền, ký đi. Em có cách, em không cần ký nhưng mà em vẫn để lại bút tích. Để lại bút tích đi. Dạ. Cách nào? Dạ, giống nãy. Ê, khoan, một câu, ký đi, tao bịt mũi lại. Lên kìa. Bắt vợ chồng quan quỷ như thế này. Hả? Ai đó? Bắt người luôn. Dạ. Cái vụ gì? Ủa? Bắt người có hai tội. Ủa sao kỳ vậy quan? Tội thứ nhất, lạm dụng chức quyền, đốn phá cây rừng để tư lợi cho bản thân mình. Tội thứ hai là tội hối lộ, ranh. Hả? Ta sẽ trình việc này lên cho hoàng thượng để xử tội các ngươi. Còn riêng Ức và Hợi, hai người đã có công lớn là phát giác và tố cáo vợ chồng quan huyện cùng với tới này. Được, ta sẽ bẩm với triều đình để mà trọng thưởng cho hai người. Riêng vợ chồng Trí Nguyễn và tới này bước ra đây. Lui ra hết để ba người này tự giải quyết. 2.555 lượng. Chia đôi rồi mà quan. Chia đôi rồi mà quan. Chia đôi rồi mà quan. Hả không ra. Hả ra. Nhắm lại. Đứng dậy. Ngươi có biết mỗi lần chặt cây rừng, cây nó đau như thế nào hay không? Trước khi giải về triều đình, ba người phải tự chặt với nhau. Hồi nào giờ chặt không chứ đâu có biết đâu mà chặt. Ai chặt? Chặt ai? Chặt vòng tròn. Chặt vòng tròn. Mạnh lên. Mạnh lên. Chúng tôi xin được cảm ơn những nghệ sĩ đã đem đến cho chúng tôi một tiểu phẩm hài rất thú vị và dễ thương vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình. Đó là một nhạc phẩm rất dễ thương, nhạc phẩm mang tên Níu Kéo. Ờ, anh Tàng biết bài này nha. Hả? Anh hát em nghe nha. À, hát cho em nghe đi. À... Sao? Mà
Anh chỉ sợ là khi anh hát xong thì khán giả không ai níu kéo á, tại vì anh hát tệ lắm á. Ủa, anh biết vậy là tốt rồi đó. Thôi vậy thôi, thôi vậy thôi, đừng nghe anh hát, mình nghe ca sĩ Lý Hải hát nha. Đúng rồi. Vậy chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Níu Kéo với phần biểu diễn của ca sĩ Lý Hải cùng với vũ đoàn DK. Quay trở lại phần hài kịch, chúng tôi mời quý vị cùng đến với một tiểu phẩm trong đó nói về việc lợi dụng sự mê tín cả tin, phao tin đồn để trục lợi cho bản thân. Anh Toàn ơi, Khánh thấy lạ ghê á anh Toàn. Bởi vì mỗi ngày trên phương tiện truyền thông là chúng ta đều đọc những câu chuyện cảnh giác về kẻ xấu lợi dụng lòng tin của mọi người. Thấy rồi họ tin vào bói toán, mê tín dị đoan nên họ đã làm cho rất nhiều nạn nhân bị sập bẫy. Vậy mà chúng ta vẫn bị lừa là sao anh hả? Ồ, thật ra anh Toàn cũng thắc mắc điều này. Và chắc chắn có lẽ là do họ thường tin tưởng vào một điều gì đó mà mình không giải thích được. Thôi thì chúng tôi mời quý vị cùng xem một tiểu phẩm cũng nói về vấn đề mà Đình Toàn và Lê Khánh đang bàn tán đây. Tiểu phẩm mang tên Buông Thần của tác giả Vương Huyền Cơ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, cụ nổi lên rồi kìa. Đó, 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 đó. Ông rùa nổi lên kìa, đúng rồi, bên này là chị, bên này. Chị quá. Trời ơi, xô ra, chen vô coi. Trời ơi, người đó mày hiền khờ quá khờ. Anh, chen vô, chen vô. Ừ, đúng rồi,
em đi chứ em mở sao mà vô quán em uống nước nha. Trời ơi công nhận nha, từ khi mà có ông ruộng nổi lên á, mình bán đắt dễ sợ luôn vậy á. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Bà nội mày, mày làm gì mày xấu tao dữ vậy mày? Tức ghê vậy đó. Dạ chào bác. Cho chén chè uống đi. Bực bội dễ sợ luôn á. Ủa bác, nghĩ sao kêu tôi bằng bác? Không, tại vì thấy tóc bạc cho nên kêu bác. Nhưng mà nhìn lại cái mặt sao thấy nó hơi bị sai sai. Mới ba mấy tuổi à? Bao nhiêu? Ba mấy? Ba mấy? 31. Em uống gì em? Trời, kêu tôi bằng anh chứ sao kêu tôi bằng em? Chị 40 rồi. Ghê vậy? Ừ. Sao chị ăn vậy? Trời ơi nói nào ngay, tại vì buôn bán đó mình phải vui vẻ cả ngày cho nên ngày ngày mình càng trẻ ra. Mà quên nữa, em sao mới 31 tuổi mà sao tóc bạc dữ vậy? Tại vì tôi nghiên cứu về lịch sử, hiểu không? Tôi nghe đâu có những cái lịch sử là tôi lại tôi coi. Nói ở đây là có ông rùa nổi lên ở cái hồ này, tôi lại tôi coi liền. Bởi vì cái mái tóc tôi nó bạc màu theo lịch sử đó. Tội nghiệp quá. Ấy ngồi cho chén chả uống đi. Có liền. Trời ơi chen lấn với mấy thằng này bực bội hết sức luôn vậy đó. Nó chen không không có coi được cái gì hết trơn á. Trời ơi, xong chưa xong chưa? Đây đây đây. Rồi ngồi để tôi kể chuyện cho nghe. Rồi sao cuối cùng có coi được không? Dùng vậy sao tính tiền? Em ơi, ở đây buôn bán là vậy đó. Một chung trà là mình phải tính tiền. Vậy đó hả? Ừ. Trời ơi, tôi kể cho nghe tôi tức lắm. Tôi mê cái ông rùa. Tôi chen cho tôi coi ông rùa. Rồi sao? Chen vô không thấy ông rùa mà thấy toàn Mông Cổ không. Ê bậy nha. Hả? Không có nha. Sao ở đây làm gì có Mông Cổ? Trời ơi, chen vô có thấy ông rùa đâu. Thấy cái mông như cái cổ của mấy thằng trước mặt không à. Hiểu rồi. Không có biết ông rùa ra sao chứ anh trời. Tôi biết. Chị nói nghe nè, chị bán ở đây chị chứng kiến hết chị biết. Sao sao? Người ta tới đây người coi, người ta coi rùa. Đúng đúng. Nhưng mà nhiều chuyện thì nhiều. Hả? Giống như em vậy đó. Sao sao? Có coi được đâu. Cái tối ngày chen qua chen lại xong rồi thấy mấy cái mông với cái cổ của mấy đứa đứng trước đó. Đó. Xong nổ. Nổ sao? Lợi quá ngồi nổ nói là thấy được cái mông của rùa. Trời đất ơi. Cái mai rùa vậy sao thấy được cái mông hay vậy? Vậy vậy. Nói thấy được cái cổ của rùa. Ờ. Ở đâu ra? Đúng vậy. Xạo hết. Tụi nó xạo quá. Đã vậy mà còn hô là gì? Làm thơ về rùa. Ghê vậy, ghê vậy. Mà thôi nha, chị ăn nói cho đàng hoàng. Chị không có bán bổ mấy cái ông rùa vậy. Ông rùa đây là linh thiêng lắm. Linh vật đó, tôi thần tượng lắm đó nghe không? Tôi bán bổ nào đâu trời. Ông rùa ông nổi lên hả? Càng nhiều tôi càng thích nữa. Vậy à, tính ra bán lời lắm phải không? Dân tình mấy bữa nay ta lại đây ta coi. Người ta uống nước dữ lắm phải không? Thì nói nào ngay thì bán cũng được. Nhưng mà lời bạc cắt thôi à. Trời ơi làm giàu chứ chị rồi, chứ chị còn nói nữa. Không bị nhiêu hết trơn á. Người giàu nhất biết ai không? Ai? Lý trưởng. Hả? Sao sao sao? Ông đứng ông chặn ngay cửa. Ồ. Ông thu tiền vé. Trời đất ơi. Hồi nãy có bị thu tiền vé không? Không, tôi khôn lắm. Sao vậy? Tôi chui lỗ chó. Bây giờ cái lỗ chó đó chắc thành ổ voi luôn rồi. Sao vậy? Ủa, em vậy mà chui qua còn gì? Chui vô tét lỗ luôn mà. Sau lưng tôi quá trời thằng nó chui theo luôn. Thà vậy đi mình đỡ tốn tiền. Hả? Cho quỷ đăng tiền tức lắm. Ừ, mà tôi nói nghe nói ta có thơ về ông rùa sao chị nói tôi nghe thử coi. Ờ, thơ tào lao lắm. Thơ sao sao sao? Để tôi nhớ coi. À, ông rùa có 4 cái chân. Ờ. Cái mu rùa thì cứng, cái chân thì mềm. À. Buồn tình, ông nổi mu lên. Hết buồn, ông lại lặng em u xuống hồ. Hay quá cái bài thơ, hay quá. Hay quá, hay quá. Nhưng mà tôi thấy tào lao. Hay quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hay, thơ hay. Ở đâu vậy? Mày chú rồi. Ủa em cũng nghiên cứu rùa cho nên tóc bạc luôn giống như em này hả? 30 hả? Tôi 30 hả? Em ba mấy? Em hả? Ờ 30 năm trước 30. Ôi vậy là 60 rồi à? Là xin lỗi ông. Không phải 79. Ủa gì kệ vậy cha? Ủa cái gì 30 năm trước 30 mà mới gì 30 năm sau 79? Cộng lộn. Trời ơi. Tào lao thì cái ông này. Ông già phải rồi, nhìn thấy cái mặt ông già không? À, ngồi xuống đây đi. Mày kéo cái lưng xuống lên nó xôn nhất là cái lưng lên. Vậy đó, vậy đi. Cái già mà cứ cãi hoài không? Không gì không? Cho chén nước trà. Rồi, có liền. Đi vô coi
Coi coi ông rùa phải không? Ông vô coi ông rùa phải không? Ông rùa gì? Cái bị xô lấn gần chết là ông rùa cái gì? Hả? Trời ơi! Cái ao nó tưởng nó bắt cá mình coi. Mấy? Mà đâu có biết thấy bu theo đâu có biết cái gì đâu. Đừng có nói vậy là phản thưởng. Không phải cái ao mà là cái hồ. Cái hồ có ông rùa. Bộ lớn hơn tôi sao kêu tới ông rùa chứ vậy? Lớn sao không lớn? Lớn rồi. Trời đất ơi. Từ thời Lê Lận. Đó. Từ thời Lê Lận mấy trăm năm rồi. Mấy ngàn năm rồi. Mấy trăm. Mấy ngàn. Thôi ơi, trời ơi, có mấy trăm ở đâu ra mấy ngàn. Mấy ngàn năm mà. Cái thời của mình là thời xưa, phải thời nay rồi mấy ngàn năm. À, mình đâu phải cái thời tới nữa đâu. Ờ, mình là thời xưa. Thời xưa. Mấy trăm năm rồi. Ông rùa đó, linh vật của đó, linh vật nổi lên cho nên bà con tôi mua lại tao coi ông rùa đó. Rùa nổi là linh vật hả? Đó. Vậy chứ em mày nó rồi cái lặn xuống nước ngợp mà có nổi không? Cái đó kêu dịch vật. Con rùa nó ngợp nó cũng nổi vậy. Ông rùa. Ông rùa. Không có kêu con biết không? Biết rồi. Người ta gặp ông ta kêu ông già chứ ta đâu có kêu con già đâu. Trời ơi. Lịch sự chứ. Không. Lố kêu bằng con già là lố. Thì đó, bây giờ mình phải lịch sự với những người lớn. Ông rùa tới mấy trăm tuổi luôn mà. Ông rùa. Ông rùa. Rồi. Quá ha. Linh lắm tôi nói hả? Trời ơi, bà con tôi bu xuống. Người ta cho ông rùa tôi đổ của ngon vật lạ xuống quá trời luôn nha. Vậy hả? Khổ thân không? A Di Đà Phật. Cái vậy? Ở bên cái làng tôi á, không có cái để ăn. Ủa ông ơi, bên làng nào? Làng dân á. Làng kế bên đó hả? Không có của để ăn mà. Đói lên đói xuống rồi bữa nay là con rùa nó ăn quá nữa. Ông rùa. Thôi bây giờ vậy nè, bên làng ông là không có cái ăn đúng không? Bây giờ ông tập hợp hết cái làng ông lại đi. Ông dắt qua bên cái hồ này nè. Ông đứng đó để người ta mà thảy đồ ăn xuống trong rùa ăn á, ổng ăn dư á. Nhiều lắm, ổng ăn dư nhiều lắm. Mấy con heo quay tôi thấy bơ ở dưới. Mình vớt mấy con heo quay đó lên, mình phơi khô thành heo một nắng mình ăn. Hay quá. Nói thiệt với mấy cháu á. Sao? Cái làng của tôi đó, mấy năm rồi đó. Cái chuột cái ở đâu mà túa về ăn hết thức ăn. Đói lên đói xuống. Chưa thấy miếng thịt quay nó ra sao hết à. Hả? Có chuột nữa hả? Chuột. Có cái làng ông mày ghê quá vậy. Thì bu qua đây đi. Qua đây là lấy đồ ăn mà của ông. Trời, tôi thấy đồ cái gì ta cũng đổ xuống sông hết nha. Đúng rồi. Trời ơi, những món ngon vật lạ khắp mọi nơi là đổ xuống sông hết. Dở hồ ô nhiễm luôn mà. Hả? Cái hồ bây giờ đồ ăn dữ lắm. Chú ơi. Hả? Bây giờ chú còn trẻ, chú biết cái quan phủ nó nằm ở chỗ nào, chỉ đường tôi lên đó. Chứ vậy? Tôi làm cái đơn tôi đưa lên quan phủ. Nói sao? Rồi cái quan phủ á là đem lên vua. Để mà xuống làng tôi, cho lính xuống làng tôi dẹp giặc. Trời ơi! Trời ơi! Làng ông có giặc rồi hả? Trời ơi! Làng ông kế làng này giặc nó tràn qua rồi hả? Tràn qua là chết. Giặc chuột. Ủa? Giặc chuột vậy? Chuột nhiều quá chứ không sẽ. Nói nghe nè. Không, mấy ông đem cái đơn về làng ông đi. Nghe không? Bây giờ không ai giải quyết vụ này đâu. Quan phủ, quan huyện, quan tất cả các quan bây giờ đang tập trung tề tụ để coi ông rùa nổi lên. Không ai giải quyết chuyện của dân đâu ha. Bỏ qua đi ha. Đúng rồi. Thiệt á, tôi mà lo không được cho bà con cái làng tôi thiệt cái lương tâm tôi nó căng rứt quá. Thôi. Chứ biết sao giờ ông ơi. Đừng có cắn rứt gì hết trơn trời đó. Bây giờ cái thời cuộc nó là vậy rồi. Chính xác. Người ta đang tập trung coi rùa. Đúng vậy. Là mình ăn nên làm ra. Đúng thôi. Tự nhiên kêu bu qua làng không coi chuột ai coi. Không coi đâu. Thôi. Bu qua bển là tụi mày nha. Cái gì vậy trời? Nha. Ai mà chửi dữ vậy? Nha. Tự nhiên à. Nó ỉ đông à. Nó xô vô à. Nó bu đông á. Ngoài hồ á. Tôi cũng ra tôi coi nó xô tôi ghét. Đây là anh hay là chú hay là em có? Mình bằng tuổi đó. Ủa sao biết bằng tuổi? Đây cũng xem mà đây nhiêu. Em 40. Đây là 40 luôn. Ủa sao tóc bạc vậy? Tự nhiên. À. Mới đẻ là bạc rồi ha. Trời ơi, mới đẻ là bạc luôn rồi hả? Đang bực cái vụ kia nha. Cái tóc tôi là thời gian tạo, mà tóc ông này thiên nhiên. Bực dễ sợ luôn. Còn à. Cái vụ gì? Ngoài hồ đó. Hồ ông rùa đó hả? Coi được không? Coi được ông nội tôi. Hả? Trời ơi, ông nhìn xuống dưới cái hồ, ông thấy ông nội ông bơi dưới nè hả? Chứ ông nói thấy ông nội không?
trời ơi, tôi chen rồi thấy toàn là cái gì đây đây là chi này với chi này không à, mông cổ nữa đó. Tôi nói hả, trời ơi, mình cứ chen mình đó, mình chen mà gặp mấy đứa quỷ kia nó cứ nhìn văng ra. Trời ơi, tôi quê bắt chớn từ xa, tôi làm cái ao xô mấy chục đứa nó té xuống hồ hết. Trời ơi, tao đó nó mắc cười dễ sợ. Vậy khỏi cần coi ông rùa, coi cái đám này nó bơi mà vui nè. Rồi núp lại liền. Rồi nó có lội lên nữa không? Nó lội lên, à, nó đứng. Tôi núp liền. Thấy à, tụi mày còn chen lên trước nữa. Rồi không nói, nó làm cái à. Lần này nó biết ông nội. Sao? Lần này làm như nó biết hay sao á. Sao? Tôi vừa mới à, cái nó dạt nó hết mình, tôi chạy nè à. Mình không bơi lội với thiên nhiên luôn á. Không, tôi lọt xuống với thằng ông nào nữa, có thằng ông đứng, ông chống gậy, ông đứng như nè. Làm cái xa, hai người lộn cổ xuống luôn. Bà nội cha mày đẩy thì thôi thôi tao hả? Ồ, thế à? Trời thế ơi, cái gì? Tao không biết là tự nhiên tao đang đứng này nhậu xô tao lọt cái hồn đó. Ai biết đâu tao đang chờ giỡn vui thì yên lọt ông này vô. Nhưng mà khoan, tôi hỏi có thấy ông rùa không? Lại đây ngồi. Lọt xuống hồ. Thấy không? Thấy ông rùa. Lại đây ngồi. Uống gì anh? Uống gì? Thôi nè, nước này có ai tôi uống luôn đi. Trời ơi, cái lưng tôi chưa uống á. Bây giờ uống cái gì, để em lấy cho. Bây giờ ở quán có cái gì? Ờ, quán em nhiều món lắm. Nước trà. Rồi. Chè. Trà chè. Chè trà. Cái gì kì vậy? Là cuối cùng là chè với trà là sao? Dạ là một đó anh. Nhưng mà tại em nói nhiều cái để cho mà cái thực đơn nó phong phú thôi. Thôi vô lấy ly nước trà đi. À dạ dạ. Rồi chạy tiếp kia coi. Lọt xuống dưới. Thấy cái gì vậy đó? Thấy cái gì? Ông rùa này làm như ông rùa. Bán! Hả? Chờ tôi. Cái gì vậy? Không có, nhiều chuyện. Bà bán mà bà cũng nhiều chuyện nữa. Sao? Kể tôi nghe ông rùa này sao? Tới khúc nào nè? Kể khúc nào? Tới khúc mà ông lọt xuống hồ đó, ông nói. Lọt xuống hồ? Đúng rồi. Tôi thấy ông rùa này. Phan! Gì vậy? Ông làm tôi hồi hộp quá, từ từ nói. Sao đứng luôn vậy? Đang nhớ ông nội ơi, tôi bị kể ông nội, tôi quên rồi mà. Quên quá, rớt xuống hồ. Rồi, rớt xuống hồ, tôi rớt xuống hồ. Lọt xuống hồ, tôi mới phát hiện ra một điều. Điều gì? Đó là ông rùa. Sao? Đồ giả. Trời! Hổn. Ôi dạ, tôi từng ông rùa là ông rùa thiệt, cái ông rùa là giả. Bán bổ như vậy tôi không có chịu đâu nha. Rùa người ta năm móng. Ừ. Ông rùa này có bốn móng. Bộ ông mới đi làm móng hả ta? Còn có bốn móng vậy? Rùa mới đi làm móng. Chứ năm móng rồi sao con? Không phải con rùa nó giả đâu. Chứ sao anh không giả? Ông giả biết, Từ từ. Khoan. Sao ông giả? Kể cái đi từ từ nha. Sao ông giả? Tôi lạnh. Sao nói tôi nghe coi. Con rùa đâm móng á. Ông rùa. Ông rùa đâm móng á. Là trao cây gươm cho vua Lê. Đúng rồi. Còn ông này ông là mới mất được một cái móng á. Bốn móng. Là ông rút cái móng vậy nè. Ờ. Ông trao cho An Dương Vương để làm nỏ thần. Trời đất ơi. Vậy là mấy ngàn năm trước luôn đó. Ông là tổ rùa. Ủa? Tổng lao. Ủa nói vậy là ở dưới cái hồ tới hai ông rùa lần hả? Ừ, em biết. Bởi vì rùa là ông rùa quý lắm thấy chưa? Không phải. Bây giờ tôi nói nè. Một hồ làm sao mà phải được hai ông? Được sao không được cha? Không đúng rồi. Rừng nào cọp đó. Cái này cũng vậy thôi, rùa nào hồ đó. À. Đúng không? Một hồ chỉ có một rùa thôi. Nhưng mà cái ông mà rút móng mà đưa cho cái anh Chương Chương không phải ông rùa ông gì á. Rùa ông vậy, ông rùa đó. Không phải ông rùa ông gì nè. Ông gì? Ông Quy. Chắc cái ghế lên đầu ông quá. Ông Quy với ông rùa mấy thứ? Ủa Quy với rùa mấy thứ? Một. Một thứ hả? Một ông nội ơi, Kim Quy là cũng rùa đó ông nội. Không phải. Mấy cháu còn nhỏ không biết đâu. Không biết. Lớn tuổi rồi đó. Rùa là rùa mà quy là quy. À sao nữa? Quy là bác của rùa. À mà rùa là gì của ông ba ba. Ủa cái gì tội lơ vậy trời? Ông lớn ông biết lịch sử hết. Thôi đi ông nói vậy. À, ông đọc ông ơi. Tôi nói cho nghe nè, tôi nghe lý trưởng là có lệnh hết rồi. Chuẩn bị ở dưới hồ có hai ông rùa lớn. Bây giờ người ta sẽ xây một cái thủy tạ, gom góp tiền thuế của dân lại, xây lên một cái hồ thủy tạ. Cái gì?
Xây thủy tạ. Đúng vậy. Ủa cần gì xây, ở đầm sen có mà. Không, cái đó là cái đầm không có sen, đó là thủy tạ đầm rùa. Trời ơi, làng tôi mà được một phần đó đó không? Là dân tôi sống khỏe. Thôi mà cứ nói chuyện làng ông hoài, tao đang nói chuyện ông rùa. Làng ông không có gì linh thiêng hết. Mà khoái là ganh tị làng ta. Bây giờ tôi nói khoái ông rùa. Thủy tạ cho rùa. Ờ. Dân chúng thấy rùa nổi kéo tới. Ờ. Dân tôi được cứu rồi, tôi về. Dạ, dân tôi được gì? Cứu rồi. Đừng có quan tâm ông, mình nói chuyện ông rùa tiếp đi. Nói chuyện ông rùa tiếp đi. Trời ơi, cô dân. Ông già. Không đứng bán vé vô đình hả? Không có, tôi đứng đây là tôi giữ cái chỗ linh thiêng rồi. Trời ơi, chen dữ lắm mới vô được tới đây á. Tôi vô tôi đốt nhang cái nghe. Đốt, đốt, đốt đi. Nó mặt thành khẩn chút xíu. Dạ, con là Trần Tà Lọt. Con cầu ông thần mã phù hộ cho con. Nắm tay con thật chặt, giữ tay con thật lâu. Dạ, cảm ơn thần mã. Ủa, ông mà bánh coi rùa sao qua đây? Rùa xưa rồi. Cái chuyện rùa bây giờ xưa rồi, bây giờ cái thần mã là cái phong cách mới nè. Bây giờ người ta qua đổ qua đây nhiều lắm. Nó chen quá trời chen luôn à. Cũng nói cho cậu biết, cũng nhờ cậu có cái ý đó. Mà bây giờ dân chúng làng tôi đó không? Sống được là nhà cũng nhờ cái ý của cậu á. Ủa, tôi có ý gì vậy? Tôi thấy cậu là tôi mới đoán ra cái sự việc này. Là nhờ sao? Rùa nổi lên đó, dân chúng tập trung đó. À, bây giờ tôi phải suy nghĩ cái nào để cho tập trung cho làng tôi. Ông xin lòng làm sao? Tôi nói tôi về đó, tôi bàn với Hương chức hội tề đó. Rồi cái đem cái con ngựa đó mà cúng ở trong cái miễu của ông Quan Công á. Đem chôn xuống đất. Kêu dân làng lại đào lên là phao tin rồi nói là ngựa thánh của thánh giống để lại. Có gì đâu. Đó. Chôn lên không? Móc lên. Để đó. Gạt chơi vậy hả? Không có gạt đâu. Nhờ vậy đó mà làng nhà tôi hết chuột á. Ủa sao hết chuột? Tại vì dân chúng kéo lại đông quá, đông có thức ăn ăn phải bắt chuột ra bán. Chuột á, tôi làm chuột khìa nè, chuột chiên nè, ai ăn cũng mê hết trơn cái trọi á. Nhờ vậy mà hết chuột. Ồ, ông này hay dữ vậy ta. Rồi hay. Vậy là cũng đi gà. Nè, để bạn này dùm nha, để bạn này dùm. Đây. Xích ra dùm cái. Gì đây, về đây. Cây gì vậy trời. Bể bàn của chị cơ ơi. Rồi đã. Ủa, dọn bàn ghế làm gì? Dạ, em qua đây em bán. Bán gì? Dạ bán thịt chuột anh, không nghe nói là ở đây đặc sản là thịt chuột đó. Trời ơi, tôi nó kêu bằng anh luôn. Ê, xin chào lộn. Dạ, chào ông. Lâu quá ông gặp. Bà để bán kiếm thêm, mình ăn theo cái vụ thần mã. Đúng rồi, ăn theo. Thôi, lại cái gì? Hê, hổn lắm. Thôi. Để người ta thành kính người ta lại đi. Đúng rồi, lại. 2, 3. Nó có lại đó mới là mua mai bán đắt được. Lại đi. Lại vô đi rồi ra đây tôi nói nghe. Lại đi, mình phải thành. Lại ông thần mã phù hộ cho tụi con. Thấy không? Ăn nên làm ra. Người ta thành kính đó. Rồi, cắm lên. Mày coi chừng mập quá mà leo nó sạch đó mày. Sao bà lại tôi? Đi ra chỗ khác đi vô gì. Rồi, thanh tâm được, nhiêu đó được rồi. Rồi chưa? Rồi, đắt rồi đó, bán khai trương, khai trương. Khai trương. Khai trương. Mượn đất này bán hả? Không, xí đại chứ không có mướn. Bán đi để cho giúp đỡ cho bà con có cái thức để ăn. Hay quá. Thấy càng đông đó, người ta càng ở lại lâu rồi bán càng được nhiều. Đúng rồi, chứ bên kia bên chỗ ông rùa anh ế quá rồi, không ai coi. Nhưng mà đừng có nói con rùa, nó ông rùa. Đúng rồi đó, bây giờ qua vụ con ngựa nè. Ê, ai cho mày kêu con ngựa vậy? Chứ con ngựa kêu nó con ngựa chứ kêu gì không? Phải nói là thần mã. Thần mã. Ông nghe nói thần mã thì linh lắm ông ơi. Con nghe nói ha, là những cái mua cái măng
cái măng mà cuốn từ cái cây tre mà ngày xưa mà ông thần mã ông chở thánh giống bay nghe, ông lấy cái bứt cái tre lên quất là còn dướng cái măng lại. Cái măng đó bây giờ nó lớn rồi. Cái măng đó bây giờ con nghe nói là lấy cái măng nó về ăn vô, tôi nói hả, đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái, mà không có cái làng nào mà có hết trơn á, chỉ có làng này mới có thôi, mới có măng thôi. Bây giờ phải, tôi nha, phải mua bằng được. Tôi là bây giờ tôi chỉ ước ra làm sao mà một hồi nữa tôi vô tới chổng là tôi rờ được cái đít của con ngựa thôi. Rờ được cái đít của thần mã thôi. Rờ làm gì? Sao vậy? Để cho mình có. Có gì? Tại đang thiếu. Người ta nói là đi lấy chồng á, người ta coi, người ta lựa dâu, người ta coi cái này mà mình đang thiếu thì mình phải rờ cái thiếu cái nào. Thiếu cái nào bù cái đó. Cha còn phải đặt hỏi nữa. Bà này cha phải biết rành chứ, cha hỏi vậy. Ôi tào lao quá đi. Bồi à. Biết rành cho thì thấy cha để ý bà đó. Tào lao. Tào lao quá, tôi nói hả, ông thần mã là ngoài thần mã đâu. Ông thần mã là ông thần mã xạo. Trời ơi, hỗn láo quá rồi. Cái gì hỗn láo? Thần nè, mã hỏi ông này đi. Ông này ông làm bộ, ông chôn một người đất, ông móc lên, xong rồi ông nói là thần mã. Ông đem cho ông để thờ cúng rồi ông gạt người đó. Thấy không? Thiệt. Gạt xong bà gạt. Trời ơi, đừng có tin ông này. Ông xạo, ông dựng cái câu chuyện thần mã lên để ông buôn thần bán thánh. Ông lừa gạt người ta tín ngưỡng. Trời ơi, buôn thần bán thánh là mày. Nằm xuống mày. Trời ơi, nó bậy hả? Trời ơi, hả? Hả? Nó bậy hả? Hả? Trời ơi, mấy người điên hết rồi, mấy người mới tin đạo. Cái gì? Có ai điên? Ai điên? Mấy người điên. Tụi tôi mà điên hả? Ông điên thì có. Trời ơi, vậy là cuối cùng ai điên?